Vương Phi đa tài đa nghệ, hạ thương mai. chương 76, thuật châm cứu. Ý tốt của người gác cổng lại bị mộ dung tráng tráng hiểu lầm, nàng ta xảy bước đi vào, lạnh lùng nói, sao hả? Cả đêm không về là tội lớn gì hả? À? Thương mai kéo nàng ta lại, nhỏ giọng nói, cậu ta có ý tốt thôi, đừng hiểu lầm. Mộ dung tráng tráng khó hiểu nhìn cô, cô về nhà của mình có cần thiết phải lén lút như vậy không? Thương Mai nói, không phải lén lút, chỉ là không muốn cãi nhau, tôi mệt rồi. Nói xong bèn kéo nàng ta đi. Cô vốn không định để mộ dung tráng tráng vào, nhưng ở trên xe ngựa nàng ta cứ nhất quyết nói an thân vương kêu mình theo dõi thương mai ngủ, nàng ta nhất định phải làm được. Hai người mới bước lên hành lang gấp khúc đã nghe thấy một giọng nói chanh chua, đại tiểu thư dậy sớm thế. Hay là cả đêm không về vậy? Thương mai thầm mắng một tiếng, cần thời gian xem sách cũng không cho. Mộ Dung tráng tráng quay đầu lại nhìn người ở sau lưng, trong tay người phụ nữ trung niên này cầm một bó hoa sen mới hái, trên hoa sen vẫn còn vương giọt xương, có lẽ là hạ nhân trong phủ. Nàng ta nói, đại tiểu thư đi đâu bà có quyền hỏi sao? Thúy Ngọc cô cô quan sát mộ Dung tráng tráng, bà ta chưa từng thấy tráng tráng bao giờ, đương nhiên không biết nàng ta là đương kim công chúa lẫy lừng, thấy nàng ta ăn mặc không sang trọng lắm, còn cho rằng là con gái của gia tộc bình thường hơn nữa trên mặt tráng tráng không có chút khí chất dịu dàng nào bèn kết luận không phải là cô gái tốt bà ta cũng không quan tâm đến tráng tráng nhìn thương mai nói đại tiểu thư kết bạn với người khác nên chú trọng thân phận thì hơn đừng để bị người ta dạy hư chuyện một đêm không về mà bị đồn ra ngoài cũng không phải chuyện hay ho gì đâu thương mai còn chưa trả lời tráng tráng đã không vui liên quan gì đến bà cút 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 đừng có ở đây cản đường nên về đâu hầu hạ thì về đi Thúy Ngọc cô cô lạnh mặt, con nhóc không có giáo dục từ đâu ra đấy. Tướng phủ này là nơi để ngươi ra oai à? Audio điện tử võ tấn bền. Thương Mai thấy họ muốn cãi nhau, trong lòng thầm nghĩ, bây giờ mộ dung khanh sống chết chưa biết, cô cần một người để hù dọa lão phu nhân. Chuyện này có ẩm ý lên cũng không sao, để cho bên kia kiêng rẻ hơn, cho cô chút thời gian xả hơi. Nên cô nói với tráng tráng, bà ta là cô cô bên cạnh lão phu nhân, Địa vị trong phủ không đơn giản chỉ là hạ nhân. Là cô cô bên người lão phu nhân thì vẫn là hạ nhân thôi, nhưng vì lão phu nhân nâng lên mới có địa vị cao hơn hạ nhân, nghe Thương Mai nói thế, Mộ Dung Tráng Tráng lập tức ngạc nhiên đáp, vậy thì vẫn là hạ nhân mà. Thúy Ngọc cô cô ghét nhất ai nói bà ta là hạ nhân nô tỳ, vì mấy năm nay bà ta được lão phu nhân coi trọng, cũng giống như một nửa chủ nhân trong phủ rồi, bây giờ Thương Mai lại nói bà ta là hạ nhân ở trước mặt người ngoài còn châm chọc không nể mặt như thế, thật sự khiến bà ta vô cùng khó chịu. Bà ta lập tức tiến lên nói, đại tiểu thư, cô cả đêm không về, còn dẫn theo loại người ngung cuồng không biết chừng mực thế này về phủ nói bậy nói bạ. chuyện này tôi nhất định phải báo cho lão phu nhân biết. lời nói của bà ta mang theo ý uy hiếp rất nặng. nếu người cô mang về không ngung cuồng, còn biết điều không nói bậy nói bạ, thì bà ta có thể không nói với lão phu nhân, nói theo một cách khác là mộ dung tráng tráng nhất định phải xin lỗi bà ta tráng tráng vốn là người ngay thẳng bình thường nàng ta đều nghe không hiểu hàm ý trong những lời này nhưng lần này nàng ta lại hiểu giận tái mặt nói thì ra cái tướng phủ này là như thế hạ nhân có thể leo lên đầu chủ tử à ngươi thúy ngọc cô cô tức đỏ bừng cả mặt hạ nhân này hạ nhân kia cái gì trong tướng phủ chủ tử hạ nhân chung sống hòa thuật không có phân biệt cấp bậc không có phân biệt cấp bậc thì có thể tùy tiện sỉ nhục chủ tử ư tráng tráng quay đầu lại nhìn thương mai bà ta vẫn luôn ức hiếp cô như thế sao? Tráng tráng không hiểu rõ chuyện của thương mai lắm, hoặc là nói nàng ta không biết gì về những tin đồn cả, cũng không có hứng thú. Thương mai hờ hững đáp, bà ta là người bên cạnh lão phu nhân. Tráng tráng lạnh lùng nói, vậy thì vẫn là hạ nhân thôi, bà cứ việc đi báo với lão phu nhân của mình đi, tôi rất muốn xem thử bà ta sẽ làm gì. Một mực dung túng hạ nhân ức hiếp chủ tử, lão phu nhân này không có chút uy nghiêm của người quản lý nhà cửa gì cả nói xong thì kéo thương mai rời đi. Vốn trở về phủ chỉ ở lại một canh giờ, thời gian cực kỳ thiếu hụt, để công chúa cãi nhau với lão phu nhân ít nhất cũng xem như lão phu nhân đã đắc tội với công chúa. Chuyện hại người không lợi mình là chuyện đầu tiên cô học được sau khi đến tướng phủ. Tráng tráng vừa đi vừa bực bội nói, sao tướng phủ các người lại như thế chứ? Tốt xấu gì cô cũng là đại tiểu thư đúng không? Hạ nhân này không tôn trọng cô còn chưa tính, còn dám châm trọng uy hiếp cô, nếu đổi lại là ta, ta nhất định sẽ khiến bà ta đẹp mặt. Thương Mai cười cười, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh, công chúa bất giận, đợi hôm nay tôi rảnh rỗi, bọn họ sẽ đẹp mặt thôi. Bây giờ cô thật sự đang rất bận. Nghe thấy lời này, tráng tráng nhìn thoáng qua cô, cô là người làm chuyện lớn, xử lý đám tép siêu này phải có người ra mặt giúp cô. Lời này của nàng ta rất không rõ ràng, nhưng thương mai hiểu ý nàng ta. Cô vốn muốn lợi dụng nàng ta, bây giờ lại cảm thấy mình thật bị ổi, một cô gái thẳng thắn như vậy, không nên dính phải hơi thở tranh đấu của Trần Thế. Cô không nên kéo nhiều người xuống nước như vậy, đây là ván cờ, một trận đọ sức của chính cô và tướng phủ, cô nên tự mình ra trận, có bận cách mấy, mối thù nên báo vẫn phải báo. Về đến Hạ Chí Uyển, Thương Mai nói muốn đi thăm mẹ trước, kêu Du Ma mà tiếp đón mộ dung tráng tráng. Cả buổi tối liên thị đều chưa ngủ, vẫn luôn đợi tin của Thương Mai, Thương Mai không về, bà ta cũng không yên. Thấy cô về, bà ta vội đứng lên hỏi, sao rồi? Nhiếp Chính Vương chịu giúp không? Thương Mai đáp, không phải hắn ta không chịu, mà là hắn ta xảy ra chuyện, bị thương nặng rồi, mẫu thân, cuốn thuật châm cứu kia đâu? Liên thị khiếp sợ, Nhiếp Chính Vương xảy ra chuyện rồi á? À? Bà ta đi đến trước giá sách lấy thuật châm cứu ra đưa cho Thương Mai, có nghiêm trọng không? Thương Mai nặng nề đáp, rất nghiêm trọng. Cô nói tình huống cơ bản với Liên Thị, Liên Thị nghe xong cũng không khỏi yêu sầu, nhưng không phải vì bà ta lo thương mai sẽ mất đi chỗ dựa vững chắc. Bà ta chỉ nói, từ khi nhiếp chính vương cầm quyền đến nay đã ra sức thi hành chính sách mới, còn miễn đi một phần thuế nặng, cậu ta thật lòng vì dân chúng, nếu thật sự không tỉnh lại, là tổn thất của đại chu, cũng là tổn thất của dân chúng. Nghe thấy câu này, thương mai hơi ngạc nhiên nhìn bà ta. Người bên ngoài luôn nói liên thị là một tài nữ thông minh, danh khí hơn người, nhưng đối với chuyện của bà ta trước đây, cô thật sự không biết, cứ cảm thấy không thực tế lắm. Hơn nữa hai mẹ con cũng không gặp nhau nhiều, vẫn luôn mệt mỏi bày mưu tính kế, cô cũng không thật sự hiểu rõ nội tâm của Liên Thị. Bây giờ nghe bà ấy nói vậy, thoáng chốc cảm thấy Liên Thị còn thông minh hơn trong tưởng tượng của cô. Một người phụ nữ gả sai người, bị chồng hãm hại đủ đường, thậm chí còn hại chết con gái, bà ta không hối hận hay chán trường, Ngược lại còn lo cho dân chúng trong thiên hạ, tấm lòng và khí phách này, ngay cả đương kim hoàng hậu cũng chưa chắc sánh bằng. Liên thị đang bận suy nghĩ, không biết rằng Thương Mai đang quan sát mình. Bà ta đột nhiên đi tới chỗ giá sách lấy một quyển sách, vội vàng mở ra nói với Thương Mai, con lại đây xem ghi chép này đi. Chương 77, Ao quỷ núi Hàn. Thương Mai đi tới cầm lấy quyển sách trên tay bà ta nhìn sơ qua. Nói là sách chứ thật ra nó rất mỏng còn không phải chữ in mà là viết tay. Chữ viết đã rất mơ hồ rồi, trang bìa cũng không còn rõ ràng lắm. Trong sách có một bức tranh vẽ rất đơn giản, có lẽ tác giả không am hiểu màu vẽ lắm. Chữ viết rất ẩu, như một con rắn uốn lượn trên giấy vậy, nhưng có thể nhìn rõ sơ sơ. Cái khiến Thương Mai khiếp sợ là cuốn sách này không sử dụng phồn thể mà là giản thể. Cô nhanh chóng nhận ra những chữ này, trong sách viết ngoài kinh có một ngọn núi, ngọn núi này tên là núi Hàn trên núi hàn có một cái ao gọi là ao quỷ hoặc ao thuốc có hai người ở bên cạnh ao thuốc một người là thái hoàng thái hậu long triển nhan đã qua đời một người khác là tỷ nữ a xà của bà ta trong sách chủ yếu giới thiệu tác dụng của ao thuốc núi hàn này chỉ gọi là núi hàn không phải núi băng mỗi gốc cây ngọn cỏ trên núi đều là thuốc núi nước thâm nhập vào bên trong từng giọt rơi vào chỗ thấp chúng tạo thành một cái ao cái ao này là ao thuốc nước trong ao thuốc có thể chữa khỏi tất cả chúng độc ngoại thương dù người sắp chết ngâm một giờ trong ao thuốc cũng có thể khỏi hẳn thương mai đóng sách lại trong lòng khiếp sợ không thôi vì câu nói cuối cùng là ngâm trong ao thuốc một giờ chứ không phải một canh giờ đơn vị thời gian của nơi này là canh giờ chứ không phải giờ tim cô đập thình thịch hỏi liên thị sao mẹ có cuốn sách này vậy liên thị đáp trước kia kẹp trong cuốn thuật châm cứu mấy ngày trước mới rơi xuống mẹ bèn để riêng ra Long Triển Nhan này là ai? Thương Mai hỏi. Liên Thị nói, Long Triển Nhan, Long Thái Hậu, sau đó được phong thành Thái Hoàng Thái Hậu, là mẫu hậu của Huệ Tổ, nhưng Huệ Tổ cũng không phải do bà ta sinh ta, chuyện của Long Thái Hậu được người trong nhân gian bàn tán xôn xao, nhưng sách sử khá chính thống giới thiệu năm đó bà ta bị đưa vào cung tuẫn táng, nhưng Hoàng đế không muốn bà ta tuẫn táng, còn cho bà ta quyền lực cao nhất, cai quản hậu cung, còn giúp đỡ Huệ Tổ đăng cơ, buông rèm chấp chính, là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Bà ta cũng không sinh con, ở bên nhiếp chính vương năm đó là Mộ Dung Kình Thiên, bên cạnh bà ta thật sự có một thị nữ tên A Sa, sau khi bà ta hoang thệ, A Sa cũng đã chết. Nói đến đây, Liên thị im lặng một chốc, trên phố cũng có lời đồn rằng Long Thái hậu là yêu quái. Yêu quái? Thương Mai lắc đầu, chuyện này quá vô lý. Nhưng chuyện cô xuyên không vốn cũng rất vô lý rồi. Đúng vậy, thật sự rất vô lý, cho nên chẳng có mấy ai tin liên thị nói. Vì sao lại cho rằng Long Thái Hậu là yêu quái? Thương Mai tò mò hỏi, dân chúng sẽ không đồn đãi vô cớ, nhất định đã có chuyện gì đó. Liên thị đưa cuốn sách nhỏ bà ta cầm trong tay ra, lật đến trang cuối, nhìn đi, trong bức tranh có một con rắn nhỏ. Ở đây à, thương mai tập trung nhìn vào, đây vốn là phần chữ ký mà. Đúng vậy, hơn nữa năm đó trong cung có người nói nhìn thấy sau khi thái hoàng thái hậu hoang thệ a xà biến thành một con rắn cuốn cả thi thể của thái hoàng thái hậu đi luôn thương mai không khỏi ngạc nhiên đây là lời đồn trong cung ư sao trong cung có thể cho phép có lời đồn như vậy được trong cung không cấm mấy truyền thuyết như thế sao thương mai hỏi sao mà không cấm được năm đó huệ tổ đưa ra một quy định ai bàn tán chuyện này ở trong cung lập tức chém đầu như cứ cách 3 năm sẽ có người ở trong cung đồn ra, lời đồn này cứ thế lan truyền. Mỗi lần có người đồn ra đều sẽ nói như vậy sao? Liên thị lắc đầu, cái này mẹ không biết, dù sao đã biết bao nhiêu năm trôi qua, cũng đã hai mươi mấy năm rồi. Mấy tuổi Huệ Tổ đăng cơ, sau khi Huệ Tổ chết, tiên đế tại vị bao nhiêu năm? Hoàng đế hiện tại đã tại vị được bao nhiêu năm rồi? Thương Mai hỏi, hình như Huệ Tổ đăng cơ năm 16 tuổi, tuổi cộng lại là 81, có nghĩa là tiên đế đã 62, tiên đế kế vị 12 năm băng hà, đến hoàng đế bây giờ kế vị, cộng lại đã là 14 năm. Thương Mai sắp xếp năm lại, có nghĩa là lúc Long Thái Hậu vào cung, chồng là hoàng đế của Long Thái Hậu đã chết, nâng đỡ Huệ Tổ đăng cơ, lúc Huệ Tổ chết cộng lại tuổi thiên địa nhân là 81, chính xác là chết lúc 79 tuổi, từ khi Huệ Tổ băng hà đến nay đã là 26 năm. Nếu Long Thái Hậu còn sống đã hơn trăm tuổi rồi đúng vậy liên thị tính toán một lát đại khái là như thế thương mai im lặng một lát rồi nói có rất nhiều người có thể sống đến trăm tuổi nhưng tang sự của long thái hậu năm đó vô cùng xôn xao bà ta là chết rồi liên thị phất tay con không cần quan tâm mấy chuyện vụn vặt này đây chỉ là giã sử thôi chưa chắc là thật dù có ao thuốc này với thương thế của nhiếp chính vương bây giờ cũng không thể đi lên được mẫu thân ngoài quyển sách này ghi lại ao thuốc Mẹ có từng đọc cuốn sách nào ghi lại không? Thương Mai biết bà ta đọc nhiều sách vở, nếu là sách cả bà ta cũng chưa từng đọc thì có lẽ người khác cũng khó biết. Thương Mai cũng hiểu mình đang muốn bất chấp tất cả khi hết hy vọng, vì theo hiểu biết của cô với thương thích của mộ Dung Khanh, hắn không thể nào qua khỏi cửa ải này được, quan trọng là mất máu quá nhiều. Tuy nói tin tưởng ao thuốc gì đó rất không phù hợp với lý luận của y học hiện đại. Nhưng cô cũng từng nghiên cứu Đông y. Biết trên đời này mỗi một cành cỏ phiến lá giọt nước đều có thể là thuốc, huyền diệu khó nói nên lời. Hơn nữa nếu địa chất, không khí, thảo dược có thể phối hợp với nhau, có thể trở thành nước thánh chữa thương giải độc cũng không phải không có khoa học. Liên thị ngẫm nghĩ một lát, chưa từng nghe nói đến ao thuốc, nhưng từng nhìn thấy ao quỷ trên sách, quyển sách từ triều đại Hưng từng ghi lại ao quỷ này, nói lúc đầu núi Hàn không được gọi là núi Hàn, gọi là núi gì thì mẹ không nhớ, lúc đó có một thầy thuốc tên Lâm Hải Hải là một cô gái mở trạm xá trong kinh thành, lúc đó rất nhiều cục bán thuốc đều nâng giá thảo dược, nàng ta đa số là chữa bệnh từ thiện, bèn gieo trồng thảo dược trên đất hoang trên đỉnh núi, đỉnh núi này chính là núi Hàn. Vương triều Đại Hưng thật sự có thầy thuốc Lâm Hải Hải. Thương Mai khựng người lại, Lâm Hải Hải, cái tên này thật quen quá. Lâm Hải Hải, cháu gái của giáo sư Lâm, cô ấy đã chết rồi mà. Trời ạ, à, đừng nói đã xuyên không đến Vương triều Đại Hưng gì đó kia nhé trước kia nếu có người nói với câu chuyện xuyên không có đánh chết cô cô cũng không tin nhưng sau khi mình xuyên không lại thấy ai cũng giống xuyên không vậy tính tình của mộ dung tráng tráng kia ngay thẳng không câu nệ tiểu tiết như thế dù ở trong thời đại này cô cũng nghi ngờ là xuyên không thương mai cố gắng khiến mình tin tưởng trên thế giới thật sự có ao thuốc như vậy mộ dung khanh vẫn còn cứu được nhưng dù sao cô cũng là một người lý trí tuy nghe liên thị nói nhiều như thế còn nhìn thấy tài liệu nhưng cũng không đủ thuyết phục cô hoàn toàn tin vào chuyện này, cho nên cô cũng không thể thật sự kêu mọi người đưa nhiếp chính vương đến núi Hàn được. Tuy, tuy quyển sách này sử dụng chữ giản thể, còn lấy đơn vị thời gian là giờ, nhưng vẫn không đủ để cô đưa ra quyết định này. Mà quan trọng nhất là những người khác không biết ao thuốc, chỉ biết núi Hàn, một khi đến núi Hàn mà không có ao thuốc này, cô thật sự là tội ác tài trời. chương 78, Đường Chỉ Dẫn Thương Mai đang nói chuyện với Liên Thị, lại nghe được có tiếng ồn ào từ bên ngoài vọng tới thương mai nghe được ra đó là giọng nói nguyệt nhung phu nhân đặc biệt chói tai khiến người ta nghe thấy cũng có cảm giác cả người đều khó chịu liên thị nhíu mày sao bà ta lại tới vậy thương mai thản nhiên cười thúy ngọc cô cô thấy sáng nay con về với đại trưởng công chúa nên đi cáo trạng lão thái thái sẽ không đích thân qua thế nào chẳng bảo nàng ta tới đại trưởng công chúa liên thị thoáng ngẩn người khi bà đang muốn hỏi lại nghe được giọng nói tức giận của mộ dung tráng tráng vang lên bên ngoài. Ngươi là ai? Vừa tới đã hung dữ như vậy làm gì chứ? Ngươi còn dẫn nhiều người tới đây nữa. Liên thị vừa muốn đi ra ngoài, thương mai đã kéo tay bà ta lại, không vội. Chuyện này chẳng liên quan tới chúng ta, cứ để công chúa ẩm ý với các nàng một chút là được. Trong mắt liên thị ánh lên vẻ nghi ngờ lại lập tức hiểu ra, khẽ thở dài, thương mai, làm khó cho con rồi vì bảo vệ ta mà con phải thận trọng, luôn bày mưu tính kế như vậy. Bằng tuổi con, đáng lẽ phải được phụ mẫu nâng niu trong lòng bàn tay. Thương Mai kết miệng cười với bà, nụ cười rất đơn thuần lại hồn nhiên, mẫu thân, có người bảo vệ là hạnh phúc lớn nhất trong cả đời con. Tiếp trước, cô vẫn luôn hy vọng mình có người thân để có thể bảo vệ, không mong người khác bảo vệ cô, chỉ mong cô có thể bảo vệ được người mình yêu. Nhưng tuyệt đối không có ai cả, cô chỉ là một cỗ máy làm việc. Liên thị nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng, mẫu thân sẽ luôn ở cùng con. Trước đây ta đã sai, không đứng lên vì Mai Mai. Nhưng bây giờ mẫu thân nhất định sẽ bảo vệ tốt cho con, không để cho bất kỳ kẻ nào bắt nạt con nữa. Mặc dù Thương Mai không quen được ôm, nhưng cảm giác này thật sự không tệ. Hai người vén rèm lên, thấy Du Mama Ma vẫn đứng ở bên cạnh, không nói gì. Có thể thấy bà ta đã hiểu được tâm tư của Thương Mai, tạm thời không vạch trần thân phận của đại trưởng công chúa để cho nàng ấy chứng kiến một chút về sự lợi hại của tướng phủ. Mà quả nhiên, bởi vì Nguyệt Nhung phu nhân không biết thân phận của Mộ Dung Tráng Tráng, cuối cùng lại sai người kéo nàng ấy xuống. Mộ Dung Tráng Tráng không thích nhất là dáng vẻ kiêu ngạo càn quấy này. Nàng ấy cũng không lấy thân phận ra chèn ép Nguyệt Nhung phu nhân, mà kéo Nguyệt Nhung phu nhân lại, nói muốn ra ngoài một đấu một với bà ta. Mấy năm nay Mộ Dung Tráng Tráng không ít lần ra ngoài lăn lộn trong dân gian, nàng ấy kết bạn đều không lấy thân phận theo cách nói của nàng ấy, thân phận là do ông trời quyết định, nhưng kiến thức, võ công mới là do bản thân mình vất vả học được. Muốn người ta phục thì phải dùng bản lĩnh, từ trước đến nay xuất thân đều không tính là bản lĩnh. Nguyệt Nhung phu nhân bị nàng ấy kéo cho không ngừng hét lên chói tai, bắt đầu sai hạ nhân kéo mộ dung tráng tráng ra giúp. Sau khi hạ nhân bắt đầu kéo tráng tráng, Du Ma Ma mới đi ra, phẫn nộ chỉ trích những hạ nhân kia, lớn mật, còn không mau thả công chúa ra một tiếng công chúa đã trấn áp Nguyệt Nhung phu nhân, bà ta nhìn mộ dung tráng tráng với ánh mắt nghi ngờ, trong lòng đang đoán xem điều này là thật hay giả. Mộ dung tráng tráng không giống với công chúa, nhưng gần đây bà ta thật sự sợ rồi. Bởi vì bên cạnh hạ thương mai đột nhiên xuất hiện rất nhiều quý nhân, tất cả đều là người trong cung. Giống như du ma ma này vốn là người bên cạnh hoàng hậu, không ngờ lại được phái tới trong phủ để hầu hạ bà. Bà ta nhiều lần do dự, sau đó không tiến lên chào, chỉ nhìn Du Ma cười lạnh với vẻ không tin, nếu công chúa giá lâm, sao không có y trưởng. Chỉ toàn nói bậy. Tuy nói vậy nhưng bà ta lại lập tức dẫn người rời đi, còn đi rất nhanh nữa. Mộ Dung tráng tráng a à một tiếng, nhìn về phía Du Ma Ma, người không nên nói thân phận của ta cho bà ta biết, dọa bà ta sợ chạy mất rồi. Chỉ có mấy người hầu này, ta cũng không để vào mắt đâu. Du Ma biết tính tình công chúa này, biết rõ võ công của nàng ấy thật ra chính là khoa chân múa tay mà thôi trước kia ở trong phủ công chúa hoặc trong cung nàng ấy khoa tay múa chân với thị vệ có ai không nhường nàng ấy cho nên bà ta cười nói công chúa không cần lãng phí thời gian dây dưa với những người này làm gì không phải ngài đến đây vì có chuyện quan trọng sao chúng ta cứ làm chuyện đứng đắn trước đã mộ dung tráng tráng quay đầu nhìn đang muốn hỏi sao mãi không thấy thương mai đi ra lại thấy cô nắm tay Liên Thị đi ra khỏi phòng. Liên Thị bước lên chào, thần phụ Liên Thị tham kiến công chúa. Mộ Dung tráng tráng nhìn bà với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, người chính là Liên Thúy Ngữ. Người mà lão Tam vẫn luôn nhớ sao. Câu này được hỏi quá trắng trợn, ngay cả Du Ma Ma là người đã trải qua nhiều sóng gió cũng phải kinh sợ. Phải biết ở đây có nội ứng, vừa nhìn tùy Nga này là biết không phải dạng người trung thành, không mấy an phận. Mà bây giờ, Thùy Nga lại đứng ở cửa, nàng ta nghe được câu này thì nhìn lại. Dù ma ma vốn tưởng liên thị sẽ không biết phải trả lời thế nào, nhưng không ngờ bà lại cười hào phóng nói, đúng vậy, vương gia có khỏe không? Tráng tráng gật đầu, khỏe thì khỏe, chẳng qua tính tình hơi kỳ lạ. Tính tình vương gia vẫn luôn rất tốt, liên thị rõ ràng không tán thành cách nói của nàng ấy. Tráng tráng nhìn bà, ta nói là lão tam mộ dung tử, chứ không phải lão tứ, lão ngũ, tính tình của lão tứ, lão ngũ đúng là tốt, nhưng lão tam mộ dung tử nổi tiếng là nóng nảy, không ngờ bà lại nói tính tình của ông ta tốt. An thân vương là người rất tốt, liên thị mỉm cười nói. Tráng tráng có phần bị đả kích, nàng ấy biết liên thị nói an thân vương tốt, là vì an thân vương chắc chắn thể hiện ra tính tình tốt nhất ở trước mặt bà. Nhưng ở trước mặt mình, ông ta bao giờ cũng rất nóng nảy. Tráng tráng chua sót nói, ta sẽ chuyển lời cho hắn thương mai thấy hai người đã nói xong lại nói với tráng tráng công chúa bây giờ ta phải đi tới lương vương phủ một chuyến công chúa có muốn đi cùng với ta không đi chứ ta đi thăm đại điệt tôn tử của ta nhưng ngươi không ngủ một chút sao lão tam bảo ta chú ý tới giấc ngủ của ngươi mộ dung tráng tráng nói thương mai nghe được lời này lại cảm thấy bất đắc dĩ cô còn nghĩ đến sau này mình gả cho mộ dung khanh còn phải gọi nàng ấy một tiếng cô mặt cô thoáng ửng hồng Cô vốn sốt ruột muốn từ chối hôn sự, lại trở thành có chút chờ mong. Lên xe ngựa sẽ ngủ một lát, Thương Mai bỏ thuật châm cứu vào trong tay áo, tính sẽ xem trên xe ngựa. Ở trên xe ngựa, Thương Mai lật xem thuật châm cứu, rất nhanh lại phát hiện ra một vấn đề. Một phần phía trước đều là chữ phồn thể, nhưng phần phía sau lại là chữ giản thể. Cô xem trang sách, phát hiện phần phía sau là được dính lên. Nói cách khác, Phần phía sau và phần phía trước không phải do cùng một người viết. Ngày đó, khi cô nói tới tác giả ôn ý này, hoàng thái hậu cùng hoàng hậu dường như đều vô cùng sùng bái và tôn kính. Xem ra người này là một tiền bối có y đức lại có y thuật. Đây là sách gì vậy? Tráng tráng xích lại gần và nheo mắt nhìn qua, sau đó lập tức ngáp một cái, ta không thích nhìn chữ, vừa nhìn lại thấy buồn ngủ. Nàng ấy rứt khoát gối đầu lên trên vai thương mai và ngủ. Thương Mai vốn còn định hỏi chuyện bể thuốc, thấy nàng ấy mệt mỏi như vậy thì không hỏi nữa, chỉ cẩn thận xem thuật châm cứu. Trong thuật châm cứu có chữa trị ngoại thương, mà phần viết tiếp phía sau cũng căn dặn châm huyệt thế nào để sinh ra máu. Thương Mai vừa thấy thì nhiệt huyết sôi trào, tác giả này nhất định là người hiện đại xuyên qua, bởi vì lý luận của nàng ấy trong sách là kết hợp giữa trung y và tây y. Cô đọc nhiều lần về phương pháp châm huyệt liên quan tới sinh ra máu, thấy rất kỳ lạ sao trước kia cô lại không nghĩ tới chứ chỉ đơn thuần là châm cứu vào xương tủy để kích thích tế bào gốc tạo ra máu đúng là có hiệu quả nhưng không thể cung cấp đủ máu cho cơ thể trong thời gian ngắn mà máu không đủ thì lượng oxy lại không đủ không thể duy trì sự sống nhưng nếu tạm dừng cung cầu của cơ thể cho cơ thể đủ thời gian sinh ra máu lại không có vấn đề gì nữa trong thuật châm cứu giới thiệu cách đóng lại tám mạch kỳ kinh khiến người ta tiến vào trạng thái chết giả chỉ lấy kim châm bảo vệ nhịp tim, sau 3 ngày lại dùng cách châm kim để kích thích vào xương tủy sinh ra máu, không ngừng kết hợp với canh rùa hưu bổ máu lại có cơ hội sống. Thương Mai đóng lại tập thuật châm cứu, trong lòng rất chấn động. Xem ra, quyền thuật châm cứu này thật sự là quyển sách kỳ lạ. chương 79, Thái Phi biết rồi. Tình trạng bên phía Lương Vương đã ổn định, lại có ngự y ở bên, cho nên Thương Mai chỉ đi tới châm kim, kê thuốc là được rồi nhưng thương mai lại có thái độ đối với lương vương có lẽ vì trước đó nghe đám người tiêu thác nói trên chân nội gian nào đó có một chữ lương cô nghĩ là lương vương phái sát thủ ra ám toán mộ dung khanh cảm xúc này tuyệt đối không biểu đạt ra nhưng lương vương dường như cảm giác được trước khi cô đi hắn lại nghi ngờ hỏi cô hạ thương mai nàng làm sao vậy thương mai nhìn hắn thấy đôi mắt hắn đơn thuần lại trong veo xem ra thật sự không phải là dạng người giảo hoạt nhưng cô phải giải thích thế nào về chữ lương kia. Cô khẽ nói, không sao, chỉ là hơi mệt thôi. Lương vương ừ một tiếng, nàng về nghỉ ngơi đi, bản vương thấy đỡ hơn nhiều rồi. Tráng tráng ngồi ở bên giường, nói, đại tôn tử, người mau khỏe rồi chúng ta đi săn bắn. Cái đó được đấy, lương vương cười nhìn nàng, gọi cả thượng hoàng thúc nữa. Tất nhiên rồi, gương mặt tráng tráng có chút buồn bã, chúng ta còn có việc, phải đi đây lương vương không phải người ngu trên mặt hai người tráng tráng và hạ thương mai đều có vẻ nặng nề vành mắt hai người đều thâm đen điều này chứng tỏ chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó nhưng liệu chuyện gì xảy ra mà có thể dính dáng tới cả hai người sau khi hai người rời đi lương vương gọi tâm phúc tới đi tìm hiểu xem phủ nhiếp chính vương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vâng tâm phúc nhận lệnh rồi rời đi trở lại phủ tướng quân thương mai nhanh chóng bị kéo vào mộ dung khanh xuất hiện tình trạng co giật, hơn nữa còn co giật rất mạnh. Thương Mai chạy vào, sở thấy chán hắn nóng hầm hập, trong lòng cô lại trùng xuống. Chuyện lo lắng đã xảy ra. Hắn bị nhiễm trùng, sốt cao rồi. Thương Mai kiểm tra vết thương, phát hiện vết thương rất đỏ. Đáng lẽ không thể như vậy được. Từ lúc cô rời khỏi đây tới phủ lương vương khám bệnh, lại về đến đây chỉ khoảng 2 canh giờ, 4 tiếng đồng hồ, cho dù có bị nhiễm trùng cũng không thể xuất hiện vào lúc này sao có thể như vậy được các ngươi đã bôi thuốc gì cho hắn thương mai tức giận nói với đại phu của cục huệ dân trên vết thương này có dấu vết của thuốc bột chắc chắn từng có người động tay động chân câm miệng một giọng nói uy nghiêm vang lên phía sau thương mai thương mai thoáng ngẩn người và chậm rãi quay đầu lại đó là lệnh quý thái phi trên gương mặt uy nghi của bà ta thoáng có chút tức giận nhìn chầm chằm vào thương mai đứng sau lưng bà ta là một người đàn ông trung tuổi mặc áo lụa dâu cá chê, búi tóc theo kiểu đạo sĩ, nhưng lại không mặc đạo bào. Quý Thái Phi, thương mai hành lễ, tim chợt đập thịt một cái. Quý Thái Phi vẫn luôn có ý kiến với cô, sợ rằng bây giờ bà ta càng không để cô chữa trị cho mộ dung khanh. An thân vương bước tới nói, lệnh mẫu phi, trước đó thương mai chữa trị cho A Khanh. Nàng ta xử lý rất tốt, vết thương cũng đã khép miệng. Loại bột thuốc mà ngài dùng hình như còn làm cho A Khanh càng khó chịu hơn người có dáng vẻ đạo sĩ kia nói vương gia đây là phản ứng tự nhiên để loại trừ độc trong xương không phải bản vương chất vấn ngươi đây chẳng qua chỉ là ngoại thương sao lại có độc trong xương an thân vương nhíu mày nói đạo sĩ nói vương gia ngài cũng là người có kinh nghiệm trên xa trường chẳng lẽ không biết sau khi bị thương gió lạnh sẽ theo vết thương tiến vào trong cơ thể tiến vào trong xương hơi lạnh tích tụ sẽ hình thành độc trong xương những thuốc bột này là thánh dược chữa thương do tại hạ nghiên cứu nhiều năm mới làm ra được. Ban đầu nó loại trừ độc trong xương, sau đó sinh cơ hoạt máu, vết thương lành miệng, không quá 3 ngày, vương ra lại có thể xuống giường. Thương Mai chỉ cảm thấy hoang đường, gió lạnh độc trong xương gì chứ, quả thực là nói linh tinh. Nhưng quý thái phi vẫn nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào cô, cô không nói được gì, chỉ đành nhìn về phía An Thân Vương với ánh mắt cầu khẩn. An Thân Vương cũng không có cách nào cãi lại bởi vì ông ta không hiểu về y thuật chỉ đành phải nhìn về phía tiêu thác tiêu thác nhìn về phía đạo sĩ nói nhưng tình hình của vương gia vừa rồi quả thật tương đối nguy cấp toàn thân co giật bây giờ lại còn sốt cao hơn đây chẳng qua chỉ là tạm thời thôi ngươi xem bây giờ còn co giật nữa sao chỉ cần kết hợp với uống thuốc sẽ không có chuyện gì đạo sĩ đầy tự tin nói thương mai không nhịn được nói có giật này là do sốt cao tim đập mạnh Ta không biết thuốc bột này của ngươi là gì, nhưng rõ ràng đã dẫn tới nhiễm trùng, không nên dùng. Đạo sĩ ngẩng đầu liếc nhìn thương mai, cô gái nhỏ nhà ngươi biết cái gì chứ? Thuốc bột này của ta là nhằm vào ngoại thương, ta xem qua vết thương được ngươi may lại. Ngươi làm như vậy không phải là không được, nhưng ngươi có nghĩ tới không? Nếu vương gia chịu không nổi đau đớn khi khâu lại, nhớ tắt thở thì có thể sẽ có hậu quả nghiêm trọng đấy. Quý Thái Phi nghe được lời này lập tức biến sắc, lớn tiếng hạ lệnh có ai không đưa hạ thương mai ra ngoài ai ra không cho phép thì không được để nàng ta bước vào phủ tướng quân một bước tiêu thắc nghe được lời này thì dở khóc dở cười đây là phủ tướng quân của hắn nhưng quý thái phi rõ ràng đã xem đây thành vương phủ thương mai nghe được lý luận của đạo sĩ này thì thật sự tức cười sao quý thái phi có thể đưa tới một lang trung giang hồ như thế thậm chí còn chẳng bằng đại phu của cục huệ dân mộ dung khanh bị hắn giày vò như vậy nữa thật sự sẽ không chịu được mất. Nhưng bây giờ, cô lại không thể cứng rắn chống lại Quý Thái phi. Trước khi thị vệ tới đuổi cô, cô vội vàng nháy mắt với Mộ Dung Tráng Tráng. Mộ Dung Tráng Tráng hiểu ý, đứng ở bên cạnh Thương Mai, ai dám động vào nàng ấy. Quý Thái phi không vui nói, "Tráng Tráng, tránh sang một bên đi. Ở đây không có chuyện của ngươi. Hạ Thương Mai là bạn của ta, ta dẫn nàng ấy tới, sao có thể để cho các ngươi đánh đuổi nàng ấy được?" nàng ấy có thể không tham dự chữa trị nhưng phải ở đây. Thái độ của mộ dung tráng tráng cứng rắn nói. Quý thái phi giận tới tái mặt, hồ đồ, một cô gái ở đây có thể làm được chuyện gì? Người cũng vậy, trở về đi, lát nữa, ai ra lại đưa A Khanh về vương phủ. Không thể được, thương mai vội la lên, hôm nay tuyệt đối không động vào hắn được, một khi vết thương bị rách ra. Người cầm miệng lại cho ai ra. Quý thái phi lớn tiếng quát thương Mai, đừng tưởng có công chúa bảo vệ ngươi thì ai ra không làm gì được ngươi. Nếu đổi lại thành kiếp trước, thương Mai nhất định sẽ ném bà già này ra ngoài. Nhưng trong xã hội phân chia đẳng cấp này, cô ở tầng thấp nhất của kim tự tháp, gần như không có quyền lên tiếng. Cảm giác này làm thương Mai rất nản lòng. Bà ta nói xong, cuối cùng còn tự mình ra tay kéo thương Mai, muốn đẩy thương Mai ra ngoài. Mộ Dung Tráng Tráng chỉ đành phải đi theo, "Được, được rồi." người thả nàng ra nàng lại không phải là người muốn hại lão thất người khẩn trương như vậy làm gì quý thái phi hừ một tiếng ai ra sẽ canh giữ ở chỗ này cho đến khi về vương phủ có ai ra ở đây nàng đừng mơ bước vào cửa này bà ta nói xong lại lạnh lùng bước vào thương mai sốt ruột chẳng khác nào kiến bò trên chảo nóng sao bà ấy có thể tới đây tô thanh từ hành lang phía trước đi tới buồn bực nói là nghiêm vinh phu nhân thấy nghiêm vinh đã lâu không về tới vương phủ tìm. Quý Thái Phi lại sai người đi thăm dò, vừa vặn y chính phu nhân của cục huệ dân đang làm khách trong phủ, nói y chính bị gọi gấp đến phủ tướng quân, Thái Phi lại đoán được, vội vàng chạy tới. Ban đầu, bọn họ đưa người về phủ tướng quân để tránh cho tin tức truyền ra ngoài, cũng không muốn làm Thái Phi lo lắng, không ngờ trời xui đất khiến, cuối cùng lại để cho bà ta biết được. Vậy người bị thương ở đây đâu? Thương Mai phát hiện tất cả người bị thương đều không thấy đâu, trong đó có rất nhiều người bị thương đều không thể di chuyển. Đưa đi rồi, Thái phi ra nghiêm lệnh, không cho bất kỳ kẻ nào làm phiền Vương ra trị liệu, cho nên đã đưa tất cả đến phòng khác. Tô Thanh lau tay, chán nản nói, ta vừa ở phòng bên kia về. A à, Đạt đã sắp không xong rồi, ta không thể ở lại bên kia, trơ mắt nhìn huynh đệ của mình ra đi. Chương 80, lại khởi lên xung đột. Sắc mặt của Mộ Dung Tráng Tráng hơi thay đổi, A à, Đạt. Trời ơi, một chân của tô thanh đá vào trên chậu hoa hung dữ nói ta sẽ không thả hắn a đạt là ai thương mai thấy sắc mặt mộ dung tráng tráng không tốt biết người được gọi là a đạt này không phải là một binh lính bình thường mộ dung tráng tráng hơi đau lòng a đạt là huynh trưởng của nghiêm vinh năm trước chị dâu của a đạt bị bệnh chết rồi bây giờ a đạt lại chết rồi để lại một đứa con trai đã trở thành trẻ cô nhi thật thảm thương hai chữ cô nhi này đã chạm đến trái tim của thương mai cô chính là cô Nhi, cô biết đời người không có cha mẹ là thảm thương biết bao. Thương Mai hỏi, có thể dẫn ta đi nhìn xem A à Đạt này hay không? Tô Thanh nhìn cô, có cái gì hay mà nhìn, người cũng mau đi rồi. Thương Mai nói, dẫn ta đi nhìn xem. Mộ Dung tráng tráng nói, dẫn cô ta đi đi, có lẽ còn có một tia hy vọng sống sót. Tô Thanh nói, các người tự đi qua đi, ta không đi. Mấy huynh đệ đều đấu tranh ở giữa ranh giới chết và sống, trong lòng Tô Thanh rất áy náy, bởi vì nhiệm vụ lần này, hắn ta là quân chi Việt, không phải quân tiền tuyến, hắn ta cảm thấy bản thân đã hại các huynh đệ. Mộ dung tráng tráng dẫn thương mai đi qua bên cạnh vườn. Tình hình của A đạt xác thực rất nguy hiểm, một đôi chân bị chặt đầy vết thương, có bị thương bởi đao, bị thương bởi kiếm, vết thương trên người cũng rất nhiều, hơn nữa đều chạm vào đến xương, còn bị tổn thương đến phổi. Vẫn mãi không có tỉnh lại, e rằng đã không được rồi đại phu phụ trách trị bệnh của A Đạt nói với Thương Mai. Làm sao sẽ bị thương nặng đến như vậy? Thương Mai nhìn, chỉ thấy nhìn đến mà phát hoảng, này ít nhất hơn 20 vết thương. Hắn ta ôm quân địch để cho vương ra rút lui, quân địch điên cuồng chém hắn ta, nhưng hắn ta cứ không buông tay. Vành mắt của đại phu cũng đã đỏ lên, là những tên thị vệ tỉnh táo kia nói. Nước mắt của mộ dung tráng tráng tiếp theo đã rơi xuống, cô ta che mặt, xoay người chạy ra ngoài. Thương Mai lấy ra bao kim châm, hướng về trên người của hắn ta đâm vào huyệt ở chính giữa hai bên ngực và chính giữa đỉnh đầu nơi hội tụ 100 huyệt đạo. A Đạt Trầm chậm, chậm tỉnh lại, nhưng mà con mắt đã bắt đầu phóng to, hai huyệt vị mũi nhọn này chỉ là ngưng tụ lại toàn bộ sức lực sinh mệnh của hắn ta, cứu vãn không được mạng sống của hắn ta. Sau khi hắn ta tỉnh lại, nắm chặt lấy tay của Thương Mai, vương ra. Hắn ta nói không ra lời, hai cái chữ chỉ là dập dờn ở giữa môi không phát ra được âm thanh, thương mai dựa vào môi của hắn ta, đọc ra được. Hắn sẽ không sao, trong lòng thương mai rất khó chịu, những thị vệ này liều chết để cứu mộ dung khanh trở về, nếu như mộ dung khánh chết đi, bọn họ đã hy sinh vô ích rồi. Tay của A đặt dần dần rơi xuống, khuôn mặt tái nhợt có vẻ được an ủi, môi mấp máy vài cái, mắt hết sức nhìn chầm chầm một nơi, sau đó, thở ra một hơi, mắt từ từ khép lại, cứ như vậy mà nhẹ nhàng không tiếng động đã đi rồi thương mai đi ra ngoài mộ dung tráng tráng ở dưới cây hoa quế mà rơi lệ mặt trời ban mai lên cao ở phía đông trong sân có màu sắc tươi đẹp nhưng mà thương mai lại thấy không khí bị kiềm nén vô cùng con đường phía trước u ám vô cùng thật lâu sau cô ngước mắt lên nhìn thẳng vào mặt trời mới mọc lên kia bước lớn đi qua nói với mộ dung tráng tráng công chúa ta cần ngươi giúp đỡ ta một việc mang thái phi dẫn đi một khắc là đủ rồi mộ dung tráng tráng hỏi ngươi muốn làm gì thương mai cũng không biết như thế nào giải thích với cô ta chỉ là kéo lấy tay của cô ta chân thành mà hỏi công chúa người tin tưởng ta sao mộ dung tráng tráng nhìn cô một lát sau mới thận trọng gật đầu tin tưởng tin tưởng ta thì giúp ta lần này chỉ cần mang thái phi dẫn đi một khắc thì đủ rồi thương mai tha thiết nói mộ dung tráng tráng suy nghĩ một chút được ta đồng ý với ngươi thương mai cảm kích mà nói cảm ơn mộ dung tráng tráng nhìn cô thực ra ta cũng không biết tại sao ta tin tưởng ngươi như thế ta đã từng bị rất nhiều người lừa gạt theo lý mà nói ta nên đối với ngươi cần phải cẩn thận một chút nhưng mà ta vẫn cứ tin tưởng ngươi hy vọng ngươi không cần làm ra chuyện tổn thương lão thất thương mai nói không sẽ không tổn thương vương ra đối với ta không có bất kỳ ích lợi gì ta chỉ muốn cứu hắn bởi vì hắn đồng thời cũng là chỗ dựa vững chắc của cô thương mai không có đem câu nói này nói ra nhưng là, mộ dung tráng tráng lại nhìn thấy được, cô ta nói, ngươi trở về cùng với ta, ở trong sân đợi ta một chút, ta nghĩ cách dẫn bà ấy đi. Được, trong tay thương mai cầm chặt bao kim châm, hơi khẩn trương, mặc dù cách này có hơi mạo hiểm, nhưng mà bảo vệ được kỳ kinh bát mạch, cho dù thật sự xảy ra chuyện gì, ít nhất, cô còn có một tia hy vọng có thể đánh cược một chút. Về đến bên kia sân, mộ dung tráng tráng một bước đi vào trước, quý thái phi ngồi ở bên giường, vì mộ dung khanh mà lau mặt. Mộ Dung Tráng Tráng đi qua, lại gần bên tai của bà ta nói, "Chị dâu, ngươi ra ngoài, ta nói với ngươi một chuyện." Quý thái phi nhàn nhạt mà nói, "Nếu như là nghĩ muốn vì Hạ Thương Mai mà cầu xin tha thứ thì không cần phải nói nữa." "Không phải, là về một số chuyện của lão thất, trong lúc vô tình mà bị ta biết được." Mộ Dung Tráng Tráng dương dương mắt mà nhìn bà ta, "Ta cũng không biết tìm ai, chỉ có thể hỏi xem ý kiến của ngươi, suy cho cùng ngươi cũng là mẫu phi của hắn." Quý thái phi nhi hoặc nhìn nàng ta, nhưng mà theo sau đó lắc đầu ngay, có chuyện gì sau này lại nói. Mộ Dung tráng tráng cắn răng, ở bên tai bà ta thì thầm một câu, quý thái phi kéo lên cô ta hướng về phía ngoài cửa mà đi. Người có mặt nhìn thấy, đều lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, không biết Mộ Dung tráng tráng làm cái gì. Thương Mai nhanh chóng đi vào trong, nói với An Thân Vương, khống chế vị đạo trưởng này lại. Đạo trưởng đã hoảng sợ, các ngươi muốn làm gì hả? An thân vương và tiêu thác một bước dài đi lên phía trước, ngăn lại đạo trưởng, đạo trưởng đang thét chói tai, lại bị tiêu thác nhanh chóng điểm huyệt, đạo trưởng há to miệng, nhưng một chữ cũng hô không ra, chỉ có thể sốt ruột dương mắt nhìn. Thương Mai ngồi ở bên giường, nhanh chóng lấy ra bao kim châm, cởi ra quần áo của mộ dung khanh, kiểm tra vết thương một chút, sau đó lấy khăn tay lau đi một chút bụi rồi nhét lại trong ống tay áo. Trong cơn sốt cao, mộ dung khanh ngược lại đã khôi phục thần trí, hơi mở mắt ra, hắn chỉ nhìn thấy một cái đầu đen lắc lư ở trước mắt hắn hắn biết là ai hắn muốn duỗi tay kéo cô một chút nhưng mà không có một chút sức lực nào thương mai ý thức được hắn đã tỉnh lại cúi người đến gần bên tai của hắn ta ở đây không cần lo lắng ta sẽ dốc hết toàn lực để cho hắn sống sót tin tưởng ta hắn cũng phải dùng ý chí lực lớn nhất để chống đỡ xuống dưới biết không mộ dung khanh mấp máy môi một chút mắt lại dần dần khép lại thương mai không biết hắn muốn nói cái gì cũng không biết hắn có tin tưởng mình hay không, nhưng mà trước mắt chỉ có cách này. Cô hạ trầm ở kỳ kinh bát mạch, sau đó phong ấn lại kỳ kinh bát mạch, còn phải đâm xuyên qua kinh mạch của màng tim mấy cái huyệt vị, dụng ý lớn nhất là bảo vệ lấy tĩnh mạch của tim, như vậy cho dù khi gặp phải nguy hiểm nguy cấp, cơ thể sẽ tự động lâm vào trạng thái chết giả, đến lúc đó, nó thể cởi ra kỳ kinh bát mạch, chậm rãi lấy máu truyền vào, bảo vệ được tính mạng. Nếu như thuận lợi, hắn còn có thể tranh thủ thời gian để cốt tủy sản sinh máu. Nhưng mà, thương mai nghĩ được quá thuận lợi rồi. Quý thái phi quá nhạy bén, bà ta rất mau thì biết rõ mưu kế của mộ dung tráng tráng, vội vàng chạy về. Nhìn thấy thương mai ở bên giường, bà ta giận tím mặt, phẫn nộ lớn tiếng nói, người đến, mang cô ta kéo đi xuống cho ai ra. Bà ta xông đến, đánh lên mặt của thương mai một bàn tay, nghiêm khắc nói, hắn nếu như có chuyện gì, ai ra muốn người phải chôn cùng, Bà ta đánh thương Mai xong thì muốn nhổ ra toàn bộ châm của cô, Thương Mai nóng lòng lại đẩy bà ta một cái, đẩy bà ta đến trên mặt đất. Thời gian đã không cho phép rồi, Thương Mai chưa xác định là có nên phong ấn hết kỳ kinh bát mạch hay không, cũng chỉ có thể nhấc lên kim châm. Nếu không thì thái phi đứng lên, nhất định sẽ nhổ ra kim châm, đến lúc đó kim châm đâm vào một chút ngược lại không hay. Chương 81: Điều tra kỹ lai lịch của ông ta mọi người thấy thương mai lại đẩy ngã quý thái phi, đều ngơ ngẩn. An thân vương lập tức tới đỡ bà ta, không sao chứ. Té chưa? Quý thái phi giận đến mức sắc mặt xanh mét, đời này bà ta chưa bao giờ bị khi dễ như vậy, cơn tức này sao nuốt nổi. Lập tức cắn răng nghiến lợi nói, người đâu, mang nàng ta về vương phủ cho ai ra, ai ra muốn thay tướng ra dạy dỗ nàng ta. Thương mai bị cưỡng ép kéo đi. Mộ Dung tráng tráng có lòng cầu xin tha thứ, nhưng cô ra tay đẩy quý thái phi, nàng ta cũng xin không được, chỉ đành phải trơ mắt nhìn thương mai bị đưa đi. Sau khi thương mai bị đưa đi, quý thái phi ngay sau đó hạ lệnh, phải mang mộ dung khanh về vương phủ chữa trị. Thái phi, bổn vương đề nghị tạm thời không nên di chuyển, tránh cho vết thương nặng thêm. An thân vương nói, quý thái phi lạnh lùng nói, ở chỗ này chỉ có một con đường chết, ai ra phải đưa nó về, mời ngự y suốt cung chữa trị. Đạo sĩ kia được giải huyệt, cũng nói, đúng, quý thái phi, vương phủ bây giờ là nơi long khí ngưng tụ, ở vương phủ thì có trời cao che chở, tại hạ nhất định cũng sẽ phối hợp với ngự y ra sức chữa trị, tại hạ tính được, kiếp này của vương gia, có thể gặp giữ hóa lành. Tiêu thác nghe thấy muốn tìm ngự y, lập tức phản đối, quý thái phi, chuyện vương gia bị thương, không thể công khai, không thể để người trong cung biết. Nói nhảm, quý thái phi lạnh lùng nói, để người trong cung biết thì thế nào? đến nay đại phu trong cung đều không biết sao. Tiêu tháp nói, đó không giống nhau, mấy đại phu này, đều là tâm phúc của vương gia, tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài nửa câu, cho dù người ngoài biết vương gia bị thương, cũng sẽ không biết vết thương nghiêm trọng như vậy, nếu để cho người y suốt cung chữa trị, tình hình của vương gia sẽ được thông báo cho tất cả, ngược lại không có lợi với vương gia. Không có gì quan trọng hơn sinh mạng của nó, nếu có người muốn nhắm về nó, vậy thì tới đi, ai ra không sợ. Quý Thái Phi dứt lời, sai người đi vào chuẩn bị chuyện di chuyển. An thân vương còn muốn khuyên ngăn, sắc mặt Quý Thái Phi trầm xuống, nhìn chăm chăm hắn nói, mộ dung tử, nó là con trai của ai ra, ai ra có quyền ra quyết định cuối cùng, nếu như ngươi khăng khăng làm theo ý mình, nó xảy ra chuyện gì, ngươi gánh vác nổi không? An thân vương nói, Thái Phi, trọng thương mà thay đổi nơi trốn, đúng là không được sáng suốt, nghĩ lại đi. Mộ Dung tráng tráng cũng nói, còn không phải sao. Tẩu tử, tỷ nghe ý kiến của mọi người đi, tỷ cưỡng ép đưa lão thất trở về giày vò hắn, sao phải khổ như vậy chứ? Nếu tỷ kiên quyết muốn mời người y, mời ông ta tới đây không phải là được rồi sao? Ngươi im miệng, cái này có liên quan gì đến ngươi? Chuyện của nam nhân ngươi cũng can thiệp vào, có thời gian rảnh rỗi này, luyện nữ công ra tránh đi, xem có công tử nhà nào để ý ngươi, gả đi cho Hoàng Thái Hậu bớt phiền lòng, tránh cho bà ta luôn lo lắng cho ngươi. Quý Thái Phi thật sự là ghét tiểu cô này, vừa rồi vì dẫn bà ta tới, còn nói dối bà ta hạ thương mai và mộ dung khanh đã có quan hệ xác thịt. Quý Thái Phi trước giờ luôn độc mồm, trong cơn giận dữ có thể nói một cách tiết chế như vậy, coi như đã là cho mộ dung tráng tráng mặt mũi, nếu là người khác, chỉ sợ bà ta sẽ nói thẳng rằng người ta không ai thèm lấy rồi. Mộ dung tráng tráng luôn ghét người ta nói tới chuyện hôn sự của nàng ta, nghe câu đó, xoay người đi ra ngoài, dù sao cũng không ngăn cản được nàng ta tác phong của quý thái phi cường thế, khiến tiêu thác và an thân vương cũng bó tay. Nhất là đạo trưởng kia còn đang ở trước mặt quý thái phi nói đại tướng quân phủ này là nơi sát khí nồng nặc, vương gia bị thương nặng ở chỗ này điều dưỡng quả thực không ổn, lòng còn kiên định hơn quý thái phi. Chuyện di chuyển xem ra là không thể tránh khỏi, tiêu thác và an thân vương cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, tránh cho người của quý thái phi không biết nặng nhẹ. Tiêu thác nói, quý thái phi, nếu thật sự muốn đưa vương gia trở về phủ, để người của mặt tướng đi làm đi. Đạo trưởng vội vàng nói, không thể, quý thái phi, đại tướng quân giết hại quá nhiều, không thể do hắn sắp xếp, sẽ hao tổn phúc phận của vương gia. Tiêu thác hơi tức giận, người có ý gì? Bản tướng sẽ hao tổn phúc phận của vương gia. Đạo trưởng giải thích, đại tướng quân bất giận, tại hạ không có nửa ý muốn làm nhục đại tướng quân, chỉ là bàn về chuyện này, đại tướng quân ở xa trường giết địch, tuy nói đều là vì nước xuất trinh, nhưng tay nhuộm máu tươi quá nhiều, Giết hại quá sâu, quả thật không thích hợp gặp vương gia quá nhiều, có thể tránh là chuyện tốt, nếu thật sự không có cách nào tránh, cũng phải giữ khoảng cách. Tên vô lại này, dám ở đây nói sang mê hoặc người khác. Tiêu thác là võ tướng, trước giờ không giỏi nói chuyện, tức giận như muốn tổ hỏa nhập ma rồi. Đạo trưởng Liên Thuyên nói, nhìn xem, đại tướng quân lại tức giận có phải không? Khở một tí lửa giận lại bùng lên, chính là dấu hiệu lệ khí quá nặng mấy ngày này đại tướng quân vẫn nên đừng gặp vương gia. Nói xong, ông ta khom người với quý thái phi, quý thái phi, mời ngài hạ lệch, thời gian vương gia dưỡng thương, không cho phép đại tướng quân đặt chân vào vương phủ một bước, không được tiếp xúc với vương gia, nếu không, có hậu quả gì, tại hạ cũng không biết làm sao. Quý thái phi đối với lời của ông ta rất tin tưởng không hề nghi ngờ, nói với tiêu thác, được rồi, người chỉ cần đi điều tra hung thủ thật sự, trước khi vương gia hết bệnh, không cần đến vương phủ. Tiêu thác còn muốn nói gì đó, an thân vương nhất bước lên trước, bổn vương đi xem là được. Đạo trưởng ngẩng đầu lên, nhìn an thân vương, đôi mắt an thân vương lạnh lẽo, lạnh lùng nói có phải muốn nói bổn vương cũng giết hại quá nhiều hay không? Người dám nói một chữ, bổn vương ở trước mặt người biểu diễn một chút cái gì gọi là tàn sát vô số. Nói xong, hướng về phía cổ ông ta làm một động tác tay rắc rắc. Đạo trưởng nuốt nước miếng, ánh mắt có chút sợ hãi, ông ta nở nụ cười nói, Vương gia hiểu lầm rồi, tại hạ không có ý này. Vương gia là người trong hoàng thất, dòng dõi thiên hoàng quý tộc, là quý nhân có phúc khí, ở bên cạnh Vương gia có thể thành chỗ dựa của ngài ấy. Tiêu Thác suy một tiếng, hóa ra ta là tiến nhân không có phúc khí, ở bên cạnh Vương gia sẽ hao tổn phúc phận của Vương gia. Đạo trưởng cười mỉa, đại tướng quân không nên hiểu như vậy. Đại tướng quân công ở xã tắc, quốc dân kính ngưỡng, chỉ là không thích hợp ở bên cạnh Vương gia mà thôi. An thân Vương kéo Tiêu Thác ra nói với quý thái phi, từ khi A Khanh xảy ra chuyện, vẫn luôn là tiêu thác chạy tới chạy lui khắp nơi, hắn quả thật cũng lo lắng cho vết thương của A Khanh, bổn vương nói với hắn mấy câu, trần an hắn. Quý thái phi ừ một tiếng, nhìn tiêu thác nói, ai ra biết người rất trung thành với A Khanh, cũng biết tình cảm riêng của các người rất tốt, ngày thường lui tới, ai ra không phản đối, nhưng lần này nó nguy hiểm đến tính mạng, ai ra muốn nghe lời đạo trưởng, nếu người thật sự muốn tốt cho A Khanh, cũng phải làm theo. An thân vương kéo Tiêu Thác ra ngoài. Tiêu Thác tức giận nói: Ông ta rốt cuộc là thứ quỷ quái gì chứ? Nói năng bậy bạ, còn nói ta sẽ hao tổn phúc phận của vương gia. Quý Thái phi tại sao lại tin tưởng ông ta? Vẻ mặt An thân vương nghiêm túc nói: Không sai, đây chính là nghi vấn. Ông ta rốt cuộc là người nào? Tại sao Quý Thái phi tin tưởng ông ta như vậy? Còn nữa, ông ta không để cho ngươi đến gần vương phủ, có mục đích gì? Ngươi đều cần điều tra kỹ. Người này không đơn giản. A khanh xảy ra chuyện. Thái Phi biết, sau đó nhanh chóng tìm tới ông ta, ông ta còn lấy ra cái gọi là thánh được gì đó, tình hình của A Khanh nặng thêm, người nhất định phải điều tra kỹ lai lịch của ông ta. chương 82, tỉ muội tranh cãi. Tiêu thác thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện này, được An Thân Vương nhắc nhở lập tức cảnh giác hơn rất nhiều, đúng vậy, người này rất đáng nghi. Bản Vương nghi ngờ gã đã sớm ra tay với Thái Phi rồi, nếu không Thái Phi không thể nào tin tưởng gã như vậy được, hơn nữa khi nãy Thương Mai châm cứu cho A Khanh, còn không ngại đẩy Thái phi, có thể thấy được trong đó chắc chắn có lý do, Bản Vương sẽ đến Vương phủ tìm cơ hội gặp Thương Mai một lần, hỏi xem hàm ý của nàng ta. Tiêu Thác nhớ đến chuyện Thương Mai đẩy Thái phi khi nãy, không nhịn được thấy khâm phục, nói thật, ngay cả ta cũng không dám mạo phạm Thái phi, nàng ta thật sự là ăn gan hùm mật gấu. Bản Vương tin rằng nàng ta chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, An Thân Vương luôn tin tưởng Thương Mai vô điều kiện. Vì cô là con gái của Liên Thúy Ngữ. Không thể không nói Hạ Thương Mai này phải khiến ta nhìn với cặp mắt khác xưa đấy, Tiêu Thác cảm thán. An Thân Vương hờ hững đáp, là Thương Mai khiến ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa, chứ không phải Hạ Thương Mai. Tiêu Thác ngơ ngác, thì đúng là Hạ Thương Mai mà. Thương Mai? Tiêu Thác nhíu mày, có khác nhau cái khỉ gì sao? An Thân Vương lách người đi vào, nghĩ kỹ xem khác nhau ở đâu. Tiêu thác khó hiểu nhìn theo bóng lưng của ông ta, thứ cho lòng giả của người học võ luôn rất ngay thẳng, hắn thật sự không biết khác nhau chỗ nào hết, Hạ Thương Mai và Thương Mai trong miệng ông ta đều là cùng một người mà. Mộ Dung Khanh được đưa về vương phủ, Quý thái phi lập tức vào cung mời Ngự Y. Mặc dù bà ta là quý thái phi, sống ở vương phủ, nhưng thân phận của bà ta không cần xin hoàng hậu cũng có thể mời được Ngự Y xuất cung. Điều này có nghĩa là chuyện Mộ Dung Khanh bị thương nặng sẽ bị truyền ra ngoài khiến mọi người khiếp sợ không thôi. Mộ Dung Khanh bị thương nặng, dù là bị thương thế nào thì bây giờ hắn cũng giữ chức giám quốc, hắn bị thương không thể xử lý chính sự, có câu đất nước không thể thiếu vua một ngày, chuyện trong nước có thể để trung thư tỉnh và thượng thư tỉnh xử lý, nhưng tất cả những chuyện về quân lính, ngoại giao đều phải do nhiếp chính vương tự mình phê chuẩn. Bây giờ người giữ lệnh trung thư của trung thư tỉnh là Lương thái phó phụ thân của hoàng hậu, ông ta gần như nắm giữ quyền lớn trong tay. Ngay cả hạ thừa tướng quản lý môn hạ tỉnh cũng phải đi theo sau ông ta, nói thẳng ra là phải nhìn sắc mặt của ông ta để làm việc. Lương thái phó của trung thư tỉnh và thôi đại nhân của thượng thư tỉnh không hợp nhau, đã tranh đấu mười mấy năm rồi, Lương thái phó vẫn luôn hận đối thủ này đến thấu xương nhưng lại không làm gì được. Vì thượng thư tỉnh quản lý 6 bộ, còn độc lập với tất cả các bộ phận, là cơ cấu hành chính đơn độc nhất, trực tiếp xử lý với hoàng đế, không cần phải qua trung thư lệnh và hạ thừa tướng không thể không nói một câu là năm đó, vị thôi đại nhân của thượng thư tỉnh này cũng là một trong những người theo đuổi liên thị. Ông ấy là một văn sĩ, cứng mềm không ăn, không có sở thích gì, chỉ thích vẽ tranh làm thơ, không theo đuổi được liên thị, ông ấy lập tức cưới vợ luôn, vợ là con gái lớn tiêu tiêu của tính quốc hậu, cũng là chỉ cả của tiêu thác. Tiêu tiêu này so với liên thị thật sự là một trời một vực, bà ấy rất si mê học võ, cực kỳ thô lỗ, tính cách thẳng thắn, cũng là bạn tốt với mộ dung tráng tráng bây giờ nhiếp chính vương bị thương nặng ba thế lực này cũng chậm rãi trôi lên mặt nước rất rõ ràng là lương thái phó đương nhiên sẽ ủng hộ thái tử còn hạ thừa tướng bị lương thái phó kiểm soát cũng sẽ đứng về phe thái tử theo ông ta thôi đại nhân là một người ngay thẳng hơn nữa phương hướng chính trị mà mộ dung khanh thi hành ông ấy cũng tham dự và đồng ý cho nên chắc chắn ông ấy sẽ đứng về phe nhiếp chính vương đương nhiên thương mai và quý thái phi không biết chuyện này Bây giờ trong lòng Thương Mai còn lo lắng một việc là sống chết của Mộ Dung Khanh. Hành y nhiều năm, cô hiểu được tính nghiêm trọng của vết thương trên người Mộ Dung Khanh, hắn thật sự đang đối mặt với kiếp nạn sinh tử. Chuyện cô bị đưa về vương phủ cũng đã nhanh chóng truyền về tướng phủ. Trong cung cũng có tin truyền ra nói Hạ Thương Mai có thể nhanh chóng trở mình là vì trị liệu giúp vua nước lương, lần này bị thái phi giữ lại là vì trị liệu cho nhiếp chính vương lại khiến nhiếp chính vương bị nặng hơn. An thân vương từng vào cung một lần để tìm thi thể của Hạ Lâm, nhưng hoàn toàn không phát hiện thi thể của Hạ Lâm ở cung điện đối diện Hy Vi Cung, chỉ có một vũng máu trong bụi hoa thôi. Mà người của tướng phủ còn cho rằng Hạ Lâm đang sống trong cung của Mai Phi, hơn nữa thừa tướng và Nguyệt Nhung phu nhân đều không có cách vào cung, đành phải đợi Hạ Lâm ở chán rồi, Mai Phi sẽ sai người đưa cậu ta xuất cung. Tình cảnh của thương Mai khá thê thảm, cô bị giam trong nhà lao của vương phủ. Nhà lao này rất nhỏ, chỉ có thể chứa bảy tám người, bình thường để giam hạ nhân trong phủ, âm u ẩm ướt, còn có rất nhiều mũi rán và chuột nhắt. Quý Thái Phi muốn ngược đãi cô, hai ngày nay chỉ cho cô nước uống, không cho cô ăn gì, ngoài cửa có vệ binh trông coi, cũng không cho bất kỳ ai tiến vào gặp hạ thương mai. Hai ngày trôi qua, tình hình của mộ dung khanh liên tục chuyển biến xấu, sau khi bôi thuốc bột lên vết thương vẫn luôn bị nhiễm trùng, phát sốt, bây giờ đã hô hấp khó khăn nhưng vẫn tốt hơn mong đợi của thương mai một chút vì cô kết luận mặc cho đạo trưởng kia tiếp tục điều trị mộ dung khanh sẽ chịu đựng không tới một ngày cô biết ý chí của mộ dung khanh cứng cỏi khát vọng sống mạnh mẽ thương mai ở trong lao ngục không được sống yên ổn dù là một khắc mộ dung tráng tráng và an thân vương đề nghị muốn gặp hạ thương mai nhưng quý thái phi lại ra lệnh nếu ai muốn gặp hạ thương mai bà ta sẽ chết chung với hạ thương mai ngoài an thân vương và mộ dung tráng tráng sốt ruột vì hạ thương mai còn có một người nôn nóng muốn cứu cô ra người này chính là hoàng hậu hoàng hậu không thể ra mặt dù có thể điều khiển cả hậu cung nhưng cũng không thể làm gì quý thái phi cho nên nàng ta đi tìm hoàng thái hậu hoàng thái hậu hạ chỉ truyền quý thái phi vào cung nhưng quý thái phi nói thân thể không khỏe làm cớ từ chối không muốn vào cung hoàng thái hậu thấy bà ta không chịu đi thì tự mình đến phủ nhiếp chính vương một chuyến tiện thể thăm mộ dung khanh luôn nhìn thấy mộ dung khanh thật sự nằm giữa sống chết hoàng thái hậu cũng rất khiếp sợ trách móc quý thái phi ngay trước mặt an thân vương đã nghiêm trọng như thế rồi vì sao bà không cho thương mai trị liệu cho hắn bà cũng từng thấy y thuật của thương mai rồi đấy lúc trước a toàn bệnh nặng như thế cũng là nàng ta trị quý thái phi không thèm ngẩng mặt lên hờ hững nói cũng chỉ là trùng hợp thôi ta sẽ không để nữ nhân kia trị liệu cho a khanh nữa ta từng hỏi người trong phủ rồi hạ thương mai hoàn toàn chưa từng học y chưa từng học, người trong tướng phủ nói mà bà cũng tin. Hạ thừa tướng và Nguyệt Nhung phu nhân kia nói chuyện nhảm nhí, không nói thật được mấy câu, hoàng thái phi cười nhạt. Quý thái phi lạnh lùng nói, vậy sao? Vậy tỷ tỷ nói ta nghe xem bình thường Hạ Thương Mai này cổng lớn không ra cổng sau không bước, học được y thuật từ đâu? Chẳng lẽ tỷ thật sự tin rằng nàng ta là đệ tử của Ôn ý? Buồn cười. Bình thường quý thái phi luôn rất cung kính với hoàng thái hậu, trước giờ chưa từng cư xử lạnh lùng như thế. Hoàng Thái hậu nhìn bà ta cũng không quen lắm, cảm thấy bà ta như đổi thành một người khác vậy, chỉ có thể tiếp tục nhẹ nhàng khuyên bảo. Nhưng dù sao nàng ta cũng hiểu y thuật, điều này là không thể phủ nhận. Ngự y cũng đã hết cách, vì sao bà còn muốn cố chấp chứ? Quý Thái phi đột nhiên đứng dậy, tỷ tỷ, A à khanh là con ta, dù gọi tỷ một tiếng mẫu hậu, suy cho cùng cũng không ai thương nó. Hy vọng nó có thể sống tiếp như mẹ đẻ là ta, tâm trạng này chắc tỷ có thể hiểu. Nếu không vì sao không cho Hạ Thương Mai trị liệu cho con trai ruột của tỷ? Hắn đã nằm trên giường lâu như vậy rồi, tỷ tin tưởng y thuật của Hạ Thương Mai thì để nàng ta vào cung chữa trị đi, nếu tỷ có thể làm được, ta cũng có thể để nàng ta trị liệu cho A Khanh. Chương 83: Không thể tha thứ cho Hạ Thương Mai. Hoàng thái hậu tức giận, bà đúng là không nói đạo lý, cái này có thể giống nhau sao? Quý thái phi hừ một tiếng, có gì mà không giống chứ? Con của tỷ thân phận cao quý là đương kim thiên tử, không thể để nữ tử trị liệu, muốn khoa trương thân phận, vậy con của ta không cần ư. Tỷ sợ mất mặt thì ta cũng vậy thôi, tuy tỷ là hoàng thái hậu, nhưng lúc tiên đế còn sống lại sủng ái ta nhiều hơn tỷ, nhi tử ta sinh ra cũng đâu có thấp kém hơn nhi tử của tỷ. Mộ dung tráng tráng ở bên cạnh nghe thấy câu này thì tức giận, thái phi, dù trong lòng người có lo lắng hơn nữa cũng không được nói bậy, mau xin lỗi hoàng tẩu đi. Quý thái phi lạnh lùng đáp, công chúa, Tỷ ấy là hoàng tẩu của muội, còn ta thì không phải ư. Ta chịu đủ rồi, biết bao nhiêu năm nay ai ra vẫn luôn cung kính với tỷ ấy, nhưng tỷ ấy đối xử với ai ra thế nào. Trên danh nghĩa là tỷ muội, tỷ muội tình thâm, nhưng ai cũng biết tỷ ấy vẫn luôn chèn ép ai ra. Sắc mặt hoàng thái hậu trở nên tái nhợt, nhìn chằm chằm quý thái phi, như không tin những lời này thốt ra từ trong miệng bà ta. Một lúc lâu sau đó, bà ấy mới chậm rãi đứng lên, sắc mặt u ám nói, được, ai ra không nói, bà thích nghĩ sao thì nghĩ. Quý Thái Phi lạnh lùng quay mặt đi, cơn giận vẫn không giảm xuống, như bà ta mới là người có tư cách tức giận vậy. Thấy cảnh này, An Thân Vương cũng rất ngạc nhiên. Thật ra trận đấu giữa hai tỷ muội đã bắt đầu từ lâu rồi, từ lúc tiên đế còn sống đã bắt đầu, chỉ là Hoàng Thái Hậu không biết mà thôi, bà ấy vẫn luôn cho rằng muội muội này thật lòng tôn trọng mình. Nhưng với tính cách của Quý Thái Phi, còn được tiên đế cưng chiều như thế, Sao có thể thật lòng phục tùng hoàng thái hậu? Chỉ là năm đó không cướp được ngôi vị hoàng hậu, sau đó nhi tử của hoàng thái hậu đăng cơ, bà ta đành phải đứng dưới hoàng thái hậu. Sau này hoàng đế bệnh nặng, A Khanh lên chức, được phong làm nhiếp chính vương, bà ta vẫn luôn ngấm ngầm chịu đựng, dù sao hoàng đế vẫn chưa băng hà, vẫn còn khả năng sẽ khỏe lại. Nhưng bây giờ A Khanh đứng trước sống chết, nếu A Khanh chết rồi, cả đời này bà ta cũng không còn cách nào leo lên đầu hoàng thái hậu nữa lần này nói mấy lời hung ác bà ta đã xem như vò đã mẻ lại sức tốt xấu gì cũng lên mặt được một lần ông ta có thể tưởng tượng nếu a khanh không có chuyện gì nếu hoàng thượng băng hà quý thái phi chính là người đầu tiên trở mặt với hoàng thái hậu chút hết cơn tức cả đời bà ta lên người hoàng thái hậu mộ dung tráng tráng không nghĩ sâu xa như thế nhìn thấy quý thái phi vô lễ với hoàng thái hậu như vậy chỉ cảm thấy bà ta điên rồi lo lắng đến phát điên rồi bà ấy chắn trước mặt hoàng thái hậu tức giận nói với quý thái phi, lão thất xảy ra chuyện, không phải chỉ có mẹ đẻ là tỷ lo lắng, hắn là con của tỷ, cũng là cháu của ta, ai hy vọng hẳn xảy ra chuyện chứ. Tỷ đừng làm như ta và tẩu tử đều muốn hại tỷ vậy, gặp ai cũng cắn, ta thấy chắc tỷ bị điên rồi. Quý thái phi nâng mắt lên, ngạo mạn nhìn mộ dung tráng tráng, châm chọc nói, đúng vậy, muội chỉ nhận một người tẩu tử là bà ta, hoàn toàn không coi ai ra ra gì, nếu đã thế, muội còn đến vương phủ làm gì đi theo bà ta về thọ ninh cùng uống sữa đi. Mộ dung tráng tráng biến sắc, một quý thái phi như bà ta lấy đâu ra tư cách nói lời này chứ, bà ấy kéo hoàng thái hậu, lạnh lùng nói. Tẩu tử, không cần nói gì với tỷ ta nữa, chúng ta đi thôi. Nghe thấy những lời này, hoàng thái hậu vừa tức giận vừa ngạc nhiên, nhiều hơn là nản lòng, ai ra chỉ lo lắng cho bà và A Khanh, những lời bà nói hôm nay, ai ra có thể xem như chưa từng nghe thấy. Sau khi A Khanh khỏi rồi, Chúng ta vẫn là tỉ muội. Quý thái phi bướng bỉnh ngẩng mặt lên, hoàng thái hậu đúng là khí độ hơn người, bà thích nghĩ sao thì cứ nghĩ vậy đi, dù sao cả đời này ai ra đều phải ở dưới bà. Hoàng thái hậu thật sự là cực kỳ khó chịu, vốn muốn xoay người đi ngay, nhưng thấy mộ dung khanh trên giường lại cực kỳ đau xót, dù sao đứa nhỏ này cũng là bà ấy nhìn nó trưởng thành. Nhưng không đi ở lại đây lại khiến người ta chán ghét, trong lúc tiến thoái lưỡng nan, An Thân Vương nói, mẫu hậu Người về trước đi, Nhi thân ở lại đây." Hoàng thái hậu chỉ đành nói, "Được, con trông nó, trông nó cho kỹ, không được để thằng bé xảy ra chuyện gì đấy." Câu nói cuối cùng cũng trở nên nghẹn ngào. Lúc hoàng thái hậu đi còn nhìn thoáng qua Quý thái phi, Quý thái phi cúi người, nhưng vẻ mặt lại rất kiêu ngạo cung tiến hoàng thái hậu. Hoàng thái hậu tức đến xanh mặt, phất tay áo bỏ đi. Mộ Dung Tráng Tráng nhìn Quý thái phi, tỷ cần gì phải thế? Thái hậu cũng không có ý xấu, chỉ muốn đến thăm lão thất thôi. Bà ta đến xem lão thất thật sao? Bà ta là đến xin tha cho hạ thương mai, nếu bà ta thật sự suy nghĩ cho lão thất thì nên đưa dược liệu quý báu trong cung ra cho nó, nhưng bà ta là đến tay không, quý thái phi lạnh lùng nói. Mộ dung tráng tráng ngẩn người, trong cung có dược liệu quý báu gì thì vương ra cũng có, tỉ so đo làm gì. Thật sao, quý thái phi ngồi xuống bên giường, lạnh lùng không muốn nói chuyện với mộ dung tráng tráng, muội cũng ra ngoài đi. Mộ dung tráng tráng rời khỏi, nhưng cũng không đi luôn, lo lắng ngồi trong sân. Buổi tối tình trạng thương tích của mộ dung khanh đột ngột thay đổi, sốt cao co giật, miệng còn phun ra máu tươi, hô hấp dần chậm lại. Viện phán nói không nên di chuyển vương ra về, vì thương thế quá nặng, sau khi di chuyển lại khiến vết thương nứt ra, nhiễm trùng nặng. Đạo trưởng lạnh lùng phản bác, ngày đó ở phủ đại tướng quân, thầy thuốc của Huệ Dân Cục đã nói bó tay, không chịu đựng được quá 12 canh giờ, nhưng trở về phủ đã hai ngày, đây là hiệu quả thuốc bột của tại hạ đem lại. Vậy vì sao không thấy có tác dụng gì nữa? Viện phán rất nghi ngờ đạo trưởng này, vì hai ngày nay ông ta cũng tham gia trị liệu, vẫn luôn bôi thần dược gì đó cho vương ra. Lúc viện phán tới, An Thân Vương đã đưa cho ông ta một phương thuốc, phương thuốc này là thương mai kê trước đây, sau khi thấy phương thuốc này, viện phán nhanh chóng giấu vào trong túi, trở về tự viết lại phương thuốc đưa cho quý thái phi xem, hai ngày nay, vương gia vẫn luôn sử dụng thuốc trên phương thuốc. Viện phán cho rằng, phương thuốc này mới là thứ quan trọng kéo dài cho vương gia hai ngày. Đạo trưởng nhìn về phía quý thái phi đang đau buồn, nghiêm túc nói quý thái phi, xin thứ cho tại hạ không thể không suy đoán, ngày đó hạ thương mai châm cứu cho vương gia, sau khi châm cứu tình trạng đã bắt đầu nặng đi. Tại hạ nghi ngờ là hạ thương mai dở thủ đoạn với vương gia, khiến thần dược của tại hạ không có tác dụng. Nói xong, đạo trưởng kéo quý thái phi sang một bên, nhỏ giọng nói bên tai bà ta, nghe nói Hoàng Thái Hậu tới đây cầu xin cho Hạ Thương Mai là Hoàng Hậu nhờ vả, vì sao Hoàng Hậu muốn cầu xin cho Hạ Thương Mai? Quý thái phi nhớ tới ngày đó mộ dung tráng tráng cố ý dụ bà rời đi, để Hạ Thương Mai châm cứu, trong đó chắc chắn có chuyện mở ám, Hoàng Hậu không thể nào cầu xin tha thứ thay Hạ Thương Mai được, bây giờ bệnh của vua lương đã khỏi nhiều, dù không có Hạ Thương Mai trị liệu, hắn vẫn sẽ khỏi. Hay là, Bà ta nghĩ đến phe phái của thái tử. Nghĩ đến đây, bà ta căm hận nói, nhất định là vậy. Nàng ta là người của phe thái tử, nàng ta muốn A Khanh chết, như vậy thái tử sẽ thuận lợi leo lên vị trí giám quốc, đợi hoàng đế băng hà, hắn ta sẽ theo đó đăng cơ. Bà ta không thể bỏ qua cho Hạ Thương Mai được, không thể để Hạ Thương Mai trở thành người giúp đỡ cho phe thái tử, giết Hạ Thương Mai sẽ có thể tái mặt vào mặt hoàng hậu. Chương 84, đưa Thương Mai đi vừa nảy ra suy nghĩ này, quý thái phi lập tức dảo bước ra ngoài. Một lát sau, bà ta trở về, ánh mắt đã nhiều thêm mấy phần hung tàn. Rất nhanh tin tức mộ dung khanh sắp chết đã truyền đi, cho dù an thân vương muốn phong tỏa tin tức cũng không thể nào phong tỏa được nữa rồi. Bởi vì thái phi không phối hợp, sau khi ngự y nói không còn cách nào, bà ta lại gióng chống khua chiêng mời đạo trưởng đến làm phép. Tiêu thác cũng điều tra được lai lịch của đạo trưởng kia, sai người báo tin an thân vương ra ngoài gặp mặt một lần, bởi vì dưới mệnh lệnh nghiêm khắc của Thái Phi, hắn ta không cách nào bước vào vương phủ. An thân vương rời khỏi nhiếp chính vương phủ, tiêu thác ngồi trên xe ngựa chờ ở đầu ngõ. Ông ta lên xe ngựa, rèm vừa buông xuống, tiêu thác đã vội vàng nói, đã điều tra xong, đạo sĩ dởm này tên là Đào Đức, là quán trưởng của Phúc Đức Quán, trước khi vương gia giám quốc đã bắt đầu tiếp xúc với Thái Phi, khi hoàng thượng bệnh nặng. Thái Phi từng đến Phúc Đức Quán mấy lần, có tin tức lộ ra, Thái phi muốn Đào Đức làm phép khiến cho hoàng thượng bệnh nặng, lại câu phúc cho vương gia, để cho vương gia sớm ngày xuất đầu lộ diện. Đào Đức kia bày trận pháp 7 ngày 7 đêm, quả nhiên, mấy ngày sau, hoàng thượng bệnh nặng hạ chỉ cho vương gia giám quốc, quý thái phi lại càng tin tưởng không hề nghi ngờ Đào Đức. Khi vương gia xảy ra chuyện, đúng lúc Đào Đức đang làm khách ở vương phủ, là quý thái phi mời hắn ta đến phủ thương lượng. An thân vương hoảng sợ, nếu như chuyện này là thật Vậy chẳng phải là quý thái phi sử dụng thuật yểm thắng sao với hoàng thượng sao? Đây chính là tội lớn chém đầu đấy. Sao sử dụng pháp thuật nguyền rủa hoặc cầu nguyện để đạt được mục đích áp chế người, vật hoặc ma quỷ? An Thân Vương nhớ đến thái độ của quý thái phi với hoàng thái hậu, xem ra bà ta đã có suy nghĩ đoạt quyền giúp A Khanh từ lâu, chỉ là A Khanh không biết mà thôi. Nếu như đoán không lầm, ngoại trừ thuật yểm thắng này, chắc chắn bà ta còn có sắp xếp khác người này thường lui lại với người nào an thân vương hỏi chưa từng tiếp xúc với thái tử nhưng mà có người trông thấy đại công tử lương kỳ nhà lương thái phó từng đến phúc đức quán một lần nhưng mà cũng không đủ chứng minh đào đức là người của thái tử an thân vương lắc đầu nói bản vương cảm thấy chắc chắn đào đức này là người của lương thái phó không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy được hắn ta lại đúng lúc làm khách ở vương phủ hơn nữa vì sao bỗng nhiên phu nhân của nghiêm vinh lại đến vương phủ tìm thái phi nghiêm vinh đi làm nhiệm vụ cũng không phải chỉ lần một lần hai có đôi khi đi mấy tháng cũng chưa trở về cũng không thấy nàng ta đi tìm càng trùng hợp hơn chính là y chính phu nhân của huệ dân cục cũng đúng lúc ở vương phủ một lần trùng hợp có thể coi là trùng hợp hai lần trùng hợp cũng có thể tạm chấp nhận nhưng nhiều lần trùng hợp như thế vậy thì không phải là trùng hợp mà là có người cố tình làm ra ta cũng nghĩ như vậy hạ thương mai đâu có thể gặp mặt một lần không tiêu thắc hỏi an thân vương lắc đầu không có cách nào thái phi không cho bất kỳ kẻ nào đến thăm viếng không cho phép bất kỳ kẻ nào tiếp xúc cưỡng ép cũng không được sao tiêu thác vội la lên nếu như cứ mặc cho tên đạo sĩ dởm kia chữa trị chắc chắn vương ra sẽ xảy ra chuyện bản vương cũng định cứng rắn cưỡng ép rồi an thân vương vén rèm xuống xe trên mặt có sự liều lĩnh đầy kiên quyết nhanh chân rời đi tiêu thác sốt ruột vô cùng nhưng ngoài cửa có người của thái phi hắn ta không thể đi vào nghĩ đến tên đạo sĩ dởm kia nói sát khí của hắn ta nặng sẽ gây tổn hại cho vương gia thì tức giận vô cùng, hận không thể bẻ đầu tên đạo sĩ dởm này xuống đá bóng. Một chiếc xe ngựa nhỏ trên đỉnh xe phủ giấy dầu màu xanh chạy ra khỏi cửa vương phủ. Trên đầu xe có ba người, một người là sa phu, nhìn dáng vẻ thì hai người kia là thị vệ. Người đánh xe thầm thà thầm thụt. Sau khi nhìn quanh bốn phía mới vội vàng chạy xe rời đi. Tiêu Thác nghi ngờ nhưng cũng không đuổi theo đến cùng. Trên xe ngựa chính là Thương Mai, cô bị nhốt trong mục hai ngày, trong lao mục tối tăm ẩm ướt không có một chút ánh nắng mặt trời nào, trước đó lại quên ấn nút nạp điện cho đoạt phách hoàn, bây giờ đoạt phách hoàn đã gần như không còn chút điện nào rồi. Cả người cô bị trói chặt, miệng cũng bị bịt kín, bị người ta ném lên xe ngựa, cô dùng đầu gối để nghĩ cũng biết là Thái phi muốn âm thầm giải quyết mình. Khi xe ngựa đi ra khỏi cửa hông, cô nhìn thấy tiêu thác qua khe hở rèm che, nhưng không cách nào kêu cứu dưới tình thế cấp bách cô nằm nghiêng người hai chân bị trói chìa ra phía bên cạnh xe ngựa khẽ mài khiến giày rơi xuống đất hy vọng hấp dẫn được sự chú ý của tiêu thác đúng giây phút giày rơi xuống đất tiêu thác lại buông rèm xuống trở về trong xe ngựa bên ngoài có ánh nắng thương mai cố gắng dùng hai chân gạt ra ý đồ cho ánh nắng chiếu vào để đoạt phách hoàn hấp thụ bức xạ mặt trời tăng thêm năng lượng nhưng mà cô đã bị thị vệ phát hiện rất nhanh sau đó một tên vào trong xe ngựa một tay kéo tóc thương mai, một tay đập lên đầu cô, tức giận nói, muốn kêu cứu. Chết không hết tội. Thương mai bị nhốt hai ngày, một hạt cơm cũng không được ăn, cơ thể quá mức yếu ớt, cú đánh này khiến cô mất đi. An thân vương đi cứu thương mai, nhưng lại phát hiện thương mai đã bị người ta mang đi, ông ta vội vàng sông ra khỏi phủ, sốc rèm xe ngựa tiêu thác lên, thương mai bị mang đi rồi, nhất định là thái phi âm thầm giải quyết. Bỗng nhiên tiêu thác nhảy xuống, vừa rồi có một chiếc xe ngựa đi ra, không biết có phải là người trong phủ mang cô ấy đi không. An Thân Vương quay đầu liếc nhìn, nhìn thấy hình như trên mặt đất có thứ gì đó, ông ta đi đến. Tiêu Thác cũng đi theo đến, kinh ngạc nói, giày thêu. Tại sao ở cửa nhiếp chính vương phủ lại có một đôi giày? An Thân Vương trầm giọng nói, là của Thương Mai. Tiêu Thác thầm kêu một tiếng, không hay rồi, hắn ta vội chạy về, lên xe ngựa, nói với Sa Phu, đi đuổi theo chiếc xe ngựa vừa rồi an thân vương cũng muốn lên xe tiêu thác vén rèm người trở về trông coi vương ra cố gắng làm hết sức mình an thân vương dừng bước đáy mắt lộ ra vẻ tàn độc buông lỏng nắm đấm trở về trong phủ vừa bước vào trong sân đã nghe thấy tiếng khóc tan nát cõi lòng của thái phi trái tim an thân vương châm xuống bước nhanh đi vào nhìn thấy viện phán và ngự y đều quỳ trên mặt đất quý thái phi nhào lên trên người mộ dung khanh gào khóc Mộ dung tráng tráng cũng ở bên cạnh rơi lệ, thấy an thân vương bước vào, bà ta xông đến ôm lấy an thân vương, lão thất đi rồi. Cơ thể an thân vương chợt xứng lại, trơ mắt nhìn sắc mặt tái nhợt không còn chút màu máu nào của mộ dung khanh ở trên giường, đáy lòng dâng lên cảm giác vô cùng bất lực, cuối cùng ông ta vẫn không làm được cái gì. Giống như năm đó, trơ mắt nhìn phụ hoàng đi như vậy, ông ta chỉ là một tên vô dụng không làm được trò chống gì. Ông ta nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới đột nhiên mở ra nghiêm nghị ra lệnh phong tỏa tất cả tin tức nói là vương gia còn đang cứu chữa không cho phép bất kỳ ai ra vào trong phủ người y cũng không được rời đi bất kỳ tin tức gì trong này không chỉ không thể lộ ra khỏi nhiếp chính vương phủ mà ngay cả viện tử này cũng không thể để lộ ra ông ta liếc nhìn xung quanh một lượt lại không thấy tên đạo sĩ đào đức kia tức giận nói người đâu bắt tên đạo sĩ kia trở về cho bản vương thị vệ nhận lệnh đi đuổi bắt tên đào đức kia phân phó xong tất cả ông ta tiến lên kéo quý thái phi ra thu lại đau buồn nơi đáy mắt nói với quý thái phi bây giờ còn không phải lúc đau lòng quý thái phi mong nén đau thương quý thái phi đau buồn lại sinh ra oán hận giơ tay đấm vào người an thân vương đều tại ngươi vì sao các ngươi không nói với ai ra sớm một chút tại sao phải tìm hạ thương mai chữa trị cho hắn đó chính là yêu tinh hại người là các ngươi hại chết a à khanh an thân vương giữ chặt cổ tay bà ta Vốn định tức giận mắng bà ta một trận, nhưng thấy trên mặt bà ta nước mắt sàn rụa, dáng vẻ đau thương gần chết thì lại không đành lòng, buông bà ta rồi đi ra ngoài. Nếu như đoán không lầm, đêm nay sẽ có người điều tra ra tin tức. Nhất định phải bắt được đạo sĩ kia, không thể để hắn ta tiết lộ tin tức. Hơn nữa, nếu như đoán không lầm, đó nhất định là người của Lương Thái phó. Không thể để tin tức A Khanh qua đời truyền đi, nếu không, chắc chắn Lương Thái phó sẽ để Thái tử giám quốc thái tử không đáng lo, con hổ thật sự là lương thái phó. Một khi thái tử giám quốc, đất nước này sẽ rơi vào trong tay lương thái phó. chương 85, nhảy xuống vách núi. Ông ta bắt đầu cho người canh phòng, lại điều động trọng binh đến. Mộ dung tráng tráng đi đến, lau nước mắt hỏi, điều động trọng binh đến, như vậy chẳng phải là dấu đầu lòi đuôi sao. Trong lòng bọn họ nắm chắc tình trạng vết thương của A Khanh, tha rằng làm vậy, không thể để cho bọn họ chứng thực tin tức rồi công bố với thiên hạ. An thân vương nhìn về phía trước, từ khi mặc kệ triều chính đến nay, tất cả mọi người đều cho là ông ta vô dục, nhưng mà, không ai có thể nhúng chảm giang sơn của họ mộ dung ông ta, trong cơ thể ông ta vẫn chảy dòng máu của đế vương. Mộ dung tráng tráng hỏi, muốn đi mời hoàng tổ mẫu không? An thân vương ngẫm nghĩ, chậm rãi lắc đầu, không, tạm thời đừng quấy dày đến người, hơn nữa bây giờ cũng không biết rốt cuộc cô ấy ở đâu, trong lòng bản vương an thân vương muốn nói trong lòng ông ta vẫn ôm một chút hy vọng một chút hy vọng này chính là vì thương mai giành giật từng giây châm cứu tại phủ tướng quân ông ta luôn cảm thấy thương mai làm vậy là có ý đồ nhưng đây chỉ là phỏng đoán của ông ta nếu thương mai không có ý đồ vậy lại làm cho tiểu cô cô thất vọng rồi mộ dung tráng tráng đau buồn cũng vô cùng nghi ngờ vì sao thái phi lại biến thành như thế này Trước đây dù ta cũng đã cảm thấy bà ta bất mãn hoàng thái hậu, nhưng cũng không biểu hiện bất mãn này ra ngoài, hơn nữa, trong hậu cung này, bà ta cũng được coi là Người có mưu kế sâu xa, sao lại làm ra loại chuyện này? Mà bà ta còn lan truyền chuyện này ra ngoài, như vậy sẽ nguy hiểm đến triều chính, bà ta không thể nào không biết. Điểm này cũng khiến An Thân Vương vô cùng nghi hoặc, mặc dù có thể là Đào Đức được sắp đặt đến bên cạnh bà ta, cũng sử dụng thuật yểm thắng cho bà ta, nhưng mà dựa theo cách làm cẩn thận ngày xưa của bà ta không thể nào tin tưởng không chút nghi ngờ với một người như vậy đồng thời tại thời khắc sống còn của a khanh bà ta lại để đào đức bày bố trận pháp đây là cách làm vớ vẩn đến cùng cực nhìn tất cả cách làm của bà ta chỉ có thể dùng hai chữ tổng kết đó chính là ngu xuẩn nhưng mà lệnh quý thái phi không phải là người ngu xuẩn ngược lại bà ta rất thông minh nhiều nghi hoặc chồng chất trong lòng an thân vương cảm thấy cần phải điều tra thật kỹ phúc đức quán kia, hơn nữa cũng nên bắt đầu từ người bên cạnh quý thái phi, hỏi xem gần đây quý thái phi có hành động khác thường nào không. nghĩ như vậy, ông ta bèn nói với tráng tráng tiểu cô cô, người tìm một phi tử tiếp xúc với người hầu hạ bên cạnh thái phi, hỏi những người này xem quý thái phi có khác thường gì không. tráng tráng ngước đôi mắt chứa đầy ngờ vực lên, người nghi ngờ cái gì? đi hỏi trước, sau này chúng ta lại bàn bạc. an thân vương nói. Vậy được rồi, tráng tráng gật đầu, lại nghĩ đến mộ dung khanh chết, cảm giác đau đớn sông thẳng lên đầu, không nhịn được mà rơi lệ. Xe ngựa mang theo thương mai chạy thật nhanh ra khỏi thành, đi về phía núi Phi Thiên ở ngoài thành. Cái tên núi Phi Thiên nghe rất êm tai, ai không biết còn tưởng rằng có vị thần tiên nào từng tu luyện ở nơi này, nhưng người biết chuyện, lại biết ở lưng chừng núi Phi Thiên có một bãi tha ma. Người ở vùng lân cận cũng sẽ không đi lên núi Phi Thiên, bởi vì nơi đó quanh năm không thấy ánh mặt trời, âm khí rất nặng, dù dọc đường đi ánh nắng tràn đầy, nhưng một khi đi lên đến bãi Tha Ma, tất cả ánh nắng đều sẽ không còn. Xe ngựa dừng dưới chân núi, hai tên thị vệ kéo Thương Mai xuống dưới. Dưới núi có nhiều nắng, nắng gắt ban ngày như thiêu đốt, dù Thương Mai bị trói, nhưng vẫn có thể cử động hai ngón tay ấn nút nạp điện đoạt phách hoàn. Đường núi gập ghềnh, Thương Mai giả vờ vẫn còn hôn mê, dù thế nào cũng không chịu dùng sức. Vì vậy cô gần như là bị lôi đi lên. Cô cẩn thận để ý địa hình xung quanh, trên núi rừng cây rậm rạp, đồng nghĩa với việc một khi lên núi thì ánh mặt trời sẽ không chiếu xuống, cho dù có những tia nắng lẻ tẻ, nhưng bức xạ mặt trời không đủ, đoạt phách hoàn cũng không cách nào hấp thu nhiều năng lượng, nên dù bị kéo thế này rất đau đớn, nhưng cô hy vọng có thể kéo lâu một chút. Cô chỉ có thể trông mong vào đoạt phách hoàn, bởi vì thể lực của cô đã không chống đỡ nổi, hai ngày chưa ăn cơm, cộng thêm lúc trước điều dưỡng không tốt, sử dụng hồng hoa, bị thương trúng độc, gần như tiêu hao toàn bộ sức khỏe của cô. Cô cũng nhìn dây chói chói mình, là dây gai, loại dây gai này có độ dẻo dai rất cao, tạm thời cô không có cách nào cởi ra. Ở trong tổ đặc công 8 năm, đây không phải là lần hung hiểm nhất, nhưng lại là lần khiến cô bất lực nhất. Cô hy vọng tiêu thác có thể nhìn thấy giày thiêu mình để lại, nhưng có thể truy đuổi đến nơi này hay không, vậy phải xem khả năng của tiêu thác rồi hai người kéo thương mai lên bãi tha ma thì vứt thương mai xuống giữa ban ngày nơi này lại không hề có chút ánh nắng nào gió lạnh thổi qua tiếng quả kêu vang âm u khủng bố không nói lên lời nghe thấy tiếng rút kiếm thương mai biết không thể giả vờ hôn mê được nữa cô giãy dụa đứng dậy lùi ra sau một bước ra vẻ hoảng sợ nói các ngươi muốn làm gì hai tên thị vệ một béo một gầy bề ngoài cũng không phải rất hung ác nhưng cũng không phải là người lương thiện gì đại tiểu thư xin lỗi thái phi muốn lấy mạng của cô cô cũng đừng oán trách bất kỳ kẻ nào có trách thì trách số phận cô không tốt thôi thị vệ gây cầm kiếm đi về phía cô đây cũng là người vừa rồi đánh ngất cô thương mai bước từng bước lùi về phía sau hy vọng năng lượng của đoạt phách hoàn đủ để cho cô cởi dây thừng trói hai tay ở sau lưng hai vị thị vệ có phải có hiểu nhầm gì rồi không sao thái phi lại muốn giết ta chứ ta chính là vị hôn thê của vương gia thương mai kéo dài thời gian không ngừng điều chỉnh đoạt phách hoàn đến vị trí thích hợp dây thừng trên cổ tay đoạt phách hoàn trên ngón tay muốn đoạt phách hoàn nhắm chúng dây thừng trên cổ tay cũng không phải là chuyện dễ gì thị vệ béo cười lạnh vị hôn thê nếu thật sự có phúc đó cô cũng không rơi vào nông nỗi như bây giờ cô cam chịu số phận đi ngoan ngoãn nhắm mắt lại huynh đệ chúng tôi đồng ý với cô để cô ra đi không phải chịu quá nhiều đau đớn thương mai liên tục lùi lại mãi đến khi lùi đến vách núi, cô lướt nhìn phía sau, bên dưới là vách núi, nhưng mà, trên vách núi có vài chỗ bằng phẳng nhô ra, nếu như nắm chắc rơi trên đất bằng, vậy có thể có một cơ hội sống sót. Nếu như không cởi được dây thừng, cô chỉ có thể nhảy xuống, không nhảy, chắc chắn phải chết không nghi ngờ, nhảy, còn có thể có một hy vọng. Thị vệ gây thấy cô vẫn luôn lùi về phía sau, nhắc nhở cô, cô còn lùi về sau nữa thì sẽ rơi xuống đất chết ở trong tay chúng ta, ít nhất có thể bớt chịu khổ một chút. Hai người này đi theo Thái Phi nhiều năm, cũng không phải là người cực kỳ độc ác, biết hạ thương mai cũng không phải là người đáng chết, chỉ là mệnh lệnh trong mình, không thể không làm, chỉ có thể đảm bảo cho cô được chết thoải mái hơn chút. Thương mai giữ đoạt phách hoàn, nhưng điện lực của đoạt phách hoàn không đủ, không cách nào bắn thủng dây thừng chỉ có thể bắn thủng phần lớn, cô dứt khoát xoay người nhảy xuống. Hai tên thị vệ không ngờ cô lại kiên cường ngoan cố như vậy, thà Giang tự vẫn cũng không muốn chết trong tay bọn họ. Thật đáng tiếc cho một vị cô nương, thị vệ gây khẽ nói. Thị vệ béo thu kiếm lại, đi đến bên vách đá liếc nhìn, bên dưới có đất bằng. Người cảm thấy cô ta có thể nhảy xuống đất bằng không? Một người phụ nữ yếu ớt, lại bị trói chặt tay, nếu thật sự nhảy đến nơi đất bằng, vậy chúng ta cũng phải nhìn thấy. Thị vệ béo ngẫm nghĩ, đúng vậy, trở về thôi. Tại vương phủ, trải qua một trận hỗn loạn, khi thái tử biết tin mộ dung khanh bị thương, trước tiên đến thăm, nhưng an thân vương lấy lý do là mộ dung khanh bị thương nặng không gặp bất kỳ kẻ nào, từ chối không cho thái tử vào. chương 86, không thấy nhiếp chính vương. Thái tử vẫn còn chút sợ hãi đối với hoàng thúc này, không dám xông vào, lại cũng không đi, canh ở ngoài cửa với một đám thị vệ, nói với an thân vương, vậy thì chờ hoàng thúc khỏe hơn, bản cung lại đi vào thăm hỏi. An thân vương cũng không thể đuổi hắn ta đi, đành phải để hắn ta chờ ở cửa. Bên phía mộ dung tráng tráng không nghe ngóng được tin tức gì từ người bên cạnh Thái Phi, miệng kín như bưng, tráng tráng không cậy được miệng bọn họ. Ngay lúc này, người trong phủ đến thông báo với An Thân Vương, nói nghiêm vinh tỉnh rồi. An Thân Vương vội vàng đi vào, nghiêm vinh nhìn thấy An Thân Vương, giấy ruộ đứng dậy, vô cùng sốt ruột hỏi thăm, Vương ra thế nào. An Thân Vương không đành lòng báo tin giữ cho hắn ta biết, chỉ nói ngự y còn đang trông coi nghiêm vinh cúi đầu xuống nước mắt dâng lên huynh trưởng ta chết rồi phải không vừa rồi tỉnh lại hắn ta đã hỏi đại phu đại phu nói a à đạt chết rồi nhưng phía vương ra còn không rõ tình hình an thân vương an ủi nghiêm vinh nén đau thương nghiêm vinh hít sâu một hơi cố nén nước mắt an thân vương ngồi xuống hỏi nghiêm vinh rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì vì sao các người bị phục kích thê thảm như vậy là người của lương thái phó sao nghiêm vinh nhìn đại phu bên cạnh muốn nói lại thôi an thân vương liếc mắt nhìn bảo người lui ra chỉ để lại mình ông ta và nghiêm vinh nói chuyện vương ra chúng ta bị hai nhóm người phục kích người của lương thái phó còn có hắn ta dừng lại một chút hạ giọng giọng điệu yếu ớt vô lực còn có người của thái phi an thân vương vô cùng khiếp sợ cái gì Chuyện này sao có thể? Sao Thái phi có thể phục kích con của mình? Không có lý do gì lại làm như vậy, hoàn toàn không có lý do gì. Ông ta nhớ đến hôm nay khi A Khanh chết, mặc dù bà ta rất đau buồn, thậm chí gào khóc, nhưng loại đau buồn kia lại quá giả dối. Không phải nói toàn bộ đau buồn đều là giả, con trai chết rồi, chắc chắn bà ta rất buồn, nhưng mà, luôn có cảm giác kỳ lạ khiến người ta không nói ra được. Nghiêm Vinh đau buồn nói, chúng ta bị phục kích chém giết với người của Lương Thái Phó, chúng ta ít người, số lượng người bên phía Mai Phục ước chừng gấp ba lần chúng ta, khó khăn lắm mới thoát được vòng vây, đa số người đều đã bị thương, lúc này lại gặp phải lần phục kích thứ hai. Sao người biết đó là người của Thái Phi? An Thân Vương vẫn không thể tin nổi. Nghiêm Vinh nhìn An Thân Vương, cười buồn bã, nhóm người thứ hai đều là cao thủ trong chốn võ lâm, ti chức đã từng gặp một người trong đó, mặc dù đêm đó che mặt, nhưng ta nhìn thấy trên MU bàn tay gã có một nốt ruồi rất lớn, Vương gia cũng đã gặp người này, vì vậy, Vương gia cũng biết nhóm người thứ hai là Thái phi phái đến. An Thân Vương không lên tiếng, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Thái độ của Thái phi đối với Hoàng thái hậu hoàn toàn thay đổi, dường như cố ý muốn kích động Hoàng thái hậu, có lẽ cũng xen lẫn một chút cảm xúc ân oán cá nhân, nhưng mà, dường như chọc giận Hoàng thái hậu là mục đích cuối cùng của bà ta. Bà ta chọc giận Hoàng thái hậu biết rõ thương mai chữa được cho dung toàn, có y thật nổi trội, bà ta lại không cho thương mai chữa trị, thậm chí sau khi về phủ cũng không lập tức đi tìm ngự y, mà sau khi đi tìm ngự y, lại gióng chống khua chiêng chuyện tin tức A Khanh bị thương ra ngoài. Như thế này có lợi ích gì cho bà ta? Nếu như A Khanh xảy ra chuyện, thái tử giám quốc, chẳng phải chỉ có hại chứ không có lợi với bà ta sao? Nghiêm Vinh khẽ thở dài một hơi, vương ra, chúng ta đều quên mất một người. An thân vương khẽ giật mình, trong đầu lập tức nhớ đến một người. Nếu như nói a à, khanh xảy ra chuyện, hoàng thượng bệnh nặng, người có thể tranh giành với thái tử cũng chỉ có lão bát. Lão bát được phong làm nam hoài vương, ở tại phía nam biên cương, sở dĩ hoàng thượng để hắn ta đến phía nam cũng là vì hiểu rõ dã tâm của hắn ta. Lão bát đi phía nam ba năm, gần như tất cả mọi người đều quên mất hắn ta, thậm chí quên mất người thái phi sủng ái nhất không phải lão thất mà chính là lão bát. Bà ta muốn giết A Khanh, cho lão Bát trở về tranh đoạt với thái tử sao? Nếu là như vậy thì có thể giải thích tất cả rồi, bà ta biết kế hoạch phục kích của Lương Thái phó, vì vậy phái sát thủ giết A Khanh, sau khi A Khanh chết, lại đẩy tất cả lên người Lương Thái phó và thái tử, chắc chắn thái tử sẽ bị quần thần căm hận. Bà ta lại tranh chấp với hoàng thái hậu, làm lớn chuyện lên, vậy lão Bát nhất định phải về kinh chịu tang và bảo vệ mẫu thân, tất cả đều rõ ràng rồi trong lòng an thân vương chỉ còn sợ hãi không thôi huynh đệ tranh giành vì quyền lực đấu đến người chết ta sống cũng không hiếm thấy thậm chí ông ta ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến nhưng mà loại chuyện bọ ngựa bắt phe sầu chim sẻ núp đằng sau này quý thái phi có thể làm ra được đến trạng vạng tối một hành động của quý thái phi đã chứng thật phỏng đoán của an thân vương quý thái phi muốn đưa tin cho lão bát để hắn ta trở về chịu tang ở thời điểm này dưới tình huống phong tỏa toàn bộ tin tức lại còn muốn đưa tin cho lão bát bảo hắn ta trở về chuyện này nói lên điều gì không thể nghi ngờ bây giờ thái tử tạm thời được thế nhưng sau khi lão bát về kinh sẽ vạch trần lương thái phó và thái tử giết hại a khanh thái tử chắc chắn rất đài lão bát có thể thuận lợi giám quốc chỉ sợ mọi người đã không cách nào đoán được binh lực hiện giờ của lão bát không có vị vương gia nào có thể chống lại hắn ta ngay lúc này người trông coi mộ dung khanh đến bẩm báo nói không thấy thi thể mộ dung khanh đâu, sau khi quý thái phi biết được thì giận tím mặt, sai người đi khắp thành tìm kiếm. Lúc đầu an thân vương nghi ngờ là do quý thái phi gây ra, nhưng mà, khi ông ta đi gặp quý thái phi, đau thương trên mặt bà ta đã bị. Cam giận thay thế, loại cam giận kia khiến khuôn mặt bà ta vặn vẹo dữ tợn. Không phải bà ta rời thi thể A Khanh, như vậy, sẽ là ai? Quý Thái Phi sai người tìm kiếm khắp thành, chuyện này có nghĩa là, tin tức nhiếp chính vương qua đời không còn cách nào phong tỏa, đã bị truyền ra. Nhiếp chính vương chết rồi, ngay cả thi thể cũng bị đánh cắp, tin tức này giống như một quả bom nặng ký, khiến toàn bộ triều đình lộn xộn rối tung. Mà, còn có một tin tức khác truyền đến, nói người đánh cắp thi thể nhiếp chính vương, lại là thiên kim hạ thương mai của tướng phủ. Tin tức này truyền đến tướng phủ, hạ thừa tướng vốn nên vui vẻ nhất lại không vui nổi. Khi lấy được tin tức nhiếp chính vương qua đời, ông ta vui mừng, nhưng mà, khi nghe thấy hạ thương mai cướp thi thể nhiếp chính vương, ông ta lại bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Không đơn giản như vậy, hạ thương mai không thể nào mang mộ dung khanh rời khỏi vương phủ canh phòng nghiêm ngặt được. Ông ta phái người trong phủ, giúp đỡ Thái Phi đi tìm thi thể mộ dung khanh. Chỉ trong một đêm, toàn bộ kinh đô đều sôi trào. Cho dù là người phù hợp hay mâu thuẫn với quan điểm chính trị của nhiếp chính vương, thì đều phái người đi tìm. Dù sao, không tận mắt nhìn thấy thi thể của nhiếp chính vương, ai cũng không tin hắn đã chết thật rồi, vẫn nên ra vẻ đi tìm một chút. Mà trong một khu dân cư ở ngoại ô kinh thành, khói bếp lượn lờ, hương thuốc quanh quẩn trong phòng. Trước để lửa to, sau để lửa nhỏ, trước để lửa to, sau để lửa nhỏ. Đại tướng quân đương Triều Tiêu Thác đang sắc thuốc, hắn ta vẫn luôn lẩm bẩm lời dặn của Thương Mai. Bên trong phòng, Thương Mai vừa mới châm cứu cho mộ dung khanh, cởi bỏ kinh mạch phong bế trước đó lúc trước thương mai vẫn luôn lo lắng sợ trong lúc vội vàng không cách nào phong bế nhưng rõ ràng cô đã thành công tiêu thác sắc thuốc xong rót hết thuốc vào bát đây đều là thuốc bổ máu có thể phối hợp với điều trị của cô sau khi đút thuốc tiêu thác lại đi ra ngoài bận rộn nấu cơm thương mai nằm cạnh giường mệt mỏi đến mức ngay cả thở cũng thấy tốn sức vừa gục xuống đã ngủ thiếp đi mãi đến khi có một bàn tay khẽ xoa đầu cô cô mới đột nhiên tỉnh táo ngẩng đầu thì nhìn thấy mộ dung khanh tỉnh lại, đang nhìn cô chăm chú. Tay của hắn lặng yên trượt trên khuôn mặt cô, khẽ cười nói, như một con mèo mướp. Thương Mai cười ngây ngô, giọng nói khàn khàn, chào mừng trở lại nhân gian. Trái tim treo cao rất lâu, vào giây phút này đã rơi xuống, lại phảng phất có loại cảm giác như cách một đời. chương 87, ẩn náu ngoài thành. Mặt cô đầy vết thương, trên người cũng thế. Khi nhảy xuống vách núi, Tuy đầu tiên cô nhảy xuống mặt đất bằng, nhưng không đứng vững nên lăn xuống, tới mặt đất bằng tiếp theo mới dừng hẳn, rồi nhanh chóng ẩn náu ở phía dưới mỏm núi đá nhô lên. Sau khi hai tên thị vệ đó đi rồi, cô mới dám ló mặt ra, may mắn nơi này ánh sáng mặt trời rất tốt, giúp cô dễ dàng cởi dây thừng cho đến khi tiêu thác tới cứu. "Đau không?" hắn khàn giọng hỏi, giọng nói trầm thấp mê hoặc, đôi mắt đen láy như vực thẳm, phản chiếu bóng hình cô. Thương Mai lắc đầu, "Không." thật ra cũng không đau người từng vào đội đặc công sao lại bị vết thương ngoài da này đánh gục được ngón tay mộ dung khanh chạm vào một vết thương khá lớn trên cổ cô ngón tay như không có nhiệt độ lạnh lẽo nhưng động tác run rẩy hắn dùng hết sức lực mới nâng tay lên được thương mai nắm lấy tay hắn nhẹ nhàng đặt xuống nói vương gia tỉnh lại là tốt lắm rồi rất nhiều người lo cho người khóe miệng mộ dung khanh nhếch lên nở một nụ cười dịu dàng nhưng sự lạnh lùng trong mắt dần dần ngưng tụ lại, rất nhiều người lo cho ta. Hắn như đang tự hỏi, nhưng cũng như mỉa mai. Thương Mai nghi ngờ nhìn, thấy hắn đã chậm rãi nhắm mắt lại nên không hỏi nữa, vươn tay kiểm tra nhiệt độ cơ thể hắn, vẫn còn sốt. Ta lại giúp người xử lý vết thương, người nhịn đau nhé." Thương Mai cởi áo quần hắn, dịu dàng nói. "Mộ Dung Khanh bỗng nhiên mở mắt, hai ngày nay có ai làm khó nàng không?" Thương Mai không dừng tay cũng không ngước mắt lên nói, không có. Mộ Dung Khanh nói, thế sao nàng lại bị thương cả người? Bị chó rượt, ngã. Tiêu thác bưng thức ăn đi vào, thấy mộ Dung Khanh tỉnh lại, hắn vội vàng đặt cơm lên bàn, bước nhanh tới, tỉnh rồi sao? Hắn ta khó mà tin nổi, lúc đưa vương ra đi, cả người vương ra lạnh như băng, cứ như đã chết vậy. Hôm nay tìm được thương mai, thương mai cầu xin hắn dù thế nào cũng phải đưa vương ra ra, không thể ở lại vương phủ đầu tiên hắn tìm nơi ở trước sau đó vào thành tìm tâm phúc của mình tiếp xúc với thị vệ của mộ dung khanh cứ thế nhân lúc vương phủ hỗn loạn mộ dung khanh bị hắn mang đi chưa chết hơi thất vọng sao mộ dung khanh liếc hắn giọng điệu lành lạnh tiêu thác gật đầu đúng là hơi thất vọng nhưng mà thất vọng vì người lại bị lương thái phó làm bị thương nặng thế tay thương mai ngừng lại lương thái phó không phải lương vương vậy lúc trước sự hiểu lầm của cô với lương vương được rồi, người không biết thì không có tội, cô tự tha thứ cho mình. Mộ Dung Khanh lạnh nhạt nói, đi đêm lắm có ngày gặp ma thôi, chỉ trách bổn vương đánh giá hắn thấp quá. Lúc hắn nói ra câu này, có gì đó lạnh lùng khác thường, tiêu thác không nhận ra, nhưng thương mai cảm nhận được. Vết thương vẫn bị nhiễm trùng, thuốc bột lúc trước đã bị rửa sạch, may mắn, trước đó thương mai đã dùng khăn tay lau một chút rồi. Sau khi khử trùng và bôi thuốc, Thương Mai bắt đầu nghiên cứu thuốc bột trên khăn tay. Bột thuốc này rất mịn, lúc ngửi thì có mùi tam thất, chắc là trộn với bột phấn tam thất rồi. Tam thất là thánh dược chữa thương, nhưng không phải dùng trên miệng vết thương, mà là trực tiếp uống vào. Người đang làm gì đấy? Ăn trước rồi làm, tiêu thác thấy cô tập trung tinh thần xem khăn tay dưới ánh đèn, bèn tới nói. Thương Mai nói, đây là bột phấn mà lúc trước ta đã lau trên vết thương của vương gia, ta nghi ngờ, vì loại bột phấn này mới khiến cho vết thương của Vương gia nặng thêm và bị nhiễm trùng. Tiêu Thác à một tiếng, chính là đống bột phấn mà tên lang băm Đào Đức bôi cho A Khanh. Đào Đức, mộ dung Khanh nghe được, đôi mắt lạnh lùng mở ra nhìn Tiêu Thác. Tiêu Thác nói, người hôn mê nên không biết, thái phi tìm một đạo sĩ tên Đào Đức tới trị thương cho người, rồi bôi loại bột này lên trên vết thương, sau đó tình hình của người lập tức xấu đi. Thương Mai nói, tình hình của hắn vẫn không tốt lắm chỉ là sau khi bôi bột phấn này, trong 2 giờ vết thương nhiễm trùng mưng ngủ, thế nên ta nghi ngờ bột phấn này có độc. Đạo đức, mộ dung khanh dễ dàng nhớ tới tên này, người của đạo đức quan đúng không? Ơ, ờ, người cũng biết sao, tiêu thác ngạc nhiên nhìn hắn, sau đó ta đi điều tra kẻ này, phát hiện hắn đã lui tới thân mật với Thái Phi từ lâu. Kẻ này bụng dạ khó lường, lần này Thái Phi bị hắn ta lừa gạt. Mộ dung khanh không nói gì, chỉ là sắc mặt rất âm trầm thương mai chỉ lo nhìn bột không nhìn hắn nhưng tiêu thắc nhìn mộ dung khanh thấy sắc mặt hắn trở nên khó coi thì hỏi sao thế vết thương đau nhức sao mộ dung khanh thở ra một hơi sau đó hít vào thật sâu sau đó bình tĩnh nói không sao ta hơi buồn ngủ người ngủ đi ta đi hâm canh cho người lát nữa gọi dậy uống tiêu thắc nói vốn tưởng hắn sẽ chế nhạo mình đường đường là đại tướng quân lại trở thành đầu bếp không ngờ hắn chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chẳng nói một câu cười nhạo nào. Xem ra là mệt thật rồi, tiêu thác thấy thế thì gión ra gión rén bưng thức ăn đi, sau đó nói với thương mai chúng ta ra ngoài ăn. Thương mai cầm khăn tay đi vào phòng bếp, ném khăn tay vào trong bếp còn tàn lửa, sau khi rửa tay sạch sẽ thì tới ăn cơm. Người vứt khăn tay rồi sao? Cha được gì chưa? Tiêu thác hỏi. Là tích thủy liên, một loại cây có độc. Thương Mai không nói cặn kẽ, nhưng sắc mặt hơi thay đổi lúc đầu cô chỉ đoán rằng thứ bột mà tên đạo sĩ đó dùng là những nguyên tố trong các mỏ quặng mà đạo sĩ dùng để luyện đan nhưng không ngờ dường như là tích thủy liên tích thủy liên có độc nhẹ thì da thịt thối dữa nặng thì chết người mộ dung khanh bị thương nặng thế rồi khi dùng tích thủy liên đắp lên vết thương da thịt sẽ bị nhiễm trùng và thối dữa sau khi thấm vào máu sẽ chết người đạo đức không dám làm thế nếu hắn ta muốn thái phi tín nhiệm thì chỉ dám dùng một vài đan dược tuy sẽ tổn thương nhưng không đến mức chết người. Vì hắn ta không dám mưu hại nhiếp chính vương đương triều, mấy cái đầu của hắn ta mới đủ chứ. Có người sai giết hắn. Thương Mai không đoán ra là ai, trong lòng cô có kẻ tình nghi, nhưng không dám khẳng định. Bởi vì điều này quá hoang đường. Đã qua cơn đói, nên cũng chẳng ăn được, ăn đại vài miếng, ăn ít canh, rồi cô dừng đúa. Tiêu thác thấy cô không ăn, cũng dừng lại hỏi, vương gia sẽ khỏe lại, đúng không? Thương Mai ngẩng đầu nhìn hắn, vấn đề mất máu quá nhiều cũng giải quyết một phần rồi, nhưng vết thương nhiễm trùng rất nghiêm trọng, tối nay hắn vẫn sẽ sốt cao. Ta viết một đơn thuốc, người giúp ta đi mua một ít thuốc về. Nghiêm trọng lắm sao, tiêu thác còn cho rằng hắn tỉnh lại là không sao rồi, nhưng không ngờ vẫn chưa thoát khỏi cơn nguy hiểm. Hai ngày, vết thương hắn sẽ mưng ngủ, ta sẽ xử lý ngủ giúp hắn, tránh bị lây lan rộng, vết thương vẫn phải xử lý nữa cô không nói thẳng là nghiêm trọng hay không thật ra trong lòng cô cũng không chắc vì bây giờ cô chẳng có cồn khử trùng chỉ có thể dùng vài biện pháp khử trùng và giảm viêm cô viết xong thì đưa cho tiêu thác tiêu thác cầm lấy xem chân thạch hôi hoa kim ngân liên kiêu tam thất bạch dược dễ cây ngư tinh thảo hoàng liên rồi mười lầm cân rượu thiêu đao tử cô lấy làm gì uống thương mai vẫn đang viết không lần này không viết mà là vẽ cô vẽ mấy loại dao đều chỉ rõ dày mỏng, cô phải chế tác một bộ dao giải phẫu để dùng khi cần. Nhiệm vụ này giao cho tiêu thác là thích hợp nhất, võ tướng luôn tìm được bậc thầy chế vũ khí tinh xảo nhất. chương 88, phân chia rạch ròi. Trước khi tiêu thác ra ngoài, Tô Thanh đã đến rồi. Tiêu thác hỏi, đều bố trí xong cả rồi chứ? Yên tâm, gần đây đã mai phục hết rồi, một khi có người tìm kiếm đến gần đây, ngoài 5 mét, là có thể biết được. Tô Thanh nói, vậy thì tốt, ta ra ngoài mua đồ, người ở lại đây xem thử. Tiêu thác nói, ra ngoài dắt ngựa. Tô thành vội vàng ngăn cản, đại tướng quân, tốt xấu gì cũng nên cải trang một chút, ngài vào ra thành, tránh người khác chú ý. Cũng phải, tiêu thác vào trong phòng, thay một bộ thường phục thô, dán dâu giả, nơi đây là nơi trước kia họ thường nghỉ ngơi, khai khẩn trồng lương thực, câu cá nấu cơm, đám người thô tục này, cũng chẳng có sở thích nào khác, chỉ có thú vui ruộng vườn này thôi, cho nên, những đồ của nhà nông, trong phòng đều có. Đến nửa đêm, thân nhiệt của mộ dung khanh không ngừng tăng lên. Thương mai bón thuốc, lại dùng thiêu đao tử lau người giúp hắn hạ nhiệt. Thiêu đao tử là loại rượu mạnh nhất, khoảng 60 độ, cồn mà thầy thuốc dùng là 75 độ. Tuy rằng thiêu đao tử dùng để tiêu độc ở miệng vết thương không lý tưởng như côn, nhưng hạ nhiệt vật lý thì vẫn được. Ba người vẫn luôn túc trực trước giường, thương mai bận ra bận vào, giống như người sắt vậy, không cần chớp mắt. Ở nước ta rất lâu trước đây, vôi tôi đã ứng dụng vào làm thuốc, tiêu độc tái tạo ra non cầm máu, nhưng phải sử dụng hợp lý, những kiến thức y học đơn giản này thương mai vận dụng tự nhiên. Cô nghiền vôi tôi thành bột, sau khi đảo qua kết hợp với phèn trắng long não, dùng để tiêu viêm giảm sưng. Tô Thanh thấy tình hình nghiêm trọng, bèn hỏi vì sao không châm cứu. Hắn luôn cho rằng, châm cứu là y thuật rất cao thâm, bệnh gì cũng có thể chữa trị thông qua châm cứu. Sau khi Thương Mai xử lý xong vết thương nói, trong sốt cao, chỉ có hạ sốt và tiêu viêm, uống thuốc tiêu viêm kháng khuẩn, tác dụng của châm cứu ngược lại không lớn lắm. Lúc quá nửa đêm, Mộ Dung Khanh bắt đầu nói mơ, nói rất nhiều, nhưng Thương Mai nghe được chỉ là tại sao cứ luôn là như vậy. Tại sao? Bởi vì sốt cao, gương mặt cực kỳ đỏ, Thương Mai không ngừng vỗ về bên tai hắn, tô thanh đun thuốc mang vào, đều không rót được nữa. Tay Thương Mai chạm vào cơ thể của hắn, chắc phải 40 độ rồi. Phải lập tức hạ nhiệt mới được. Nhưng mà, trên người hắn có vết thương, không thể ngâm nước hạ nhiệt, không rót thuốc vào được nữa, thiêu đao tử lau người cũng không có tác dụng, thương mai sốt ruột đến choáng váng. Tô Thanh thấy cô như vậy, không kìm được lại hỏi có thể thi châm được không? Thương Mai đang dối, lấy sách kim châm thuật ra, ép bản thân bình tĩnh lại để xem. Cô chỉ thấy phần chữ giản thể phía sau, phần này còn có một vài lý luận của y học hiện đại, Đều là những thứ cô thông thuộc, từng chữ từng chữ hiện ra trước mắt, nhưng lại hiện rõ là không có tác dụng. Kỹ thuật của Kim châm thuật, ở trong bản giản thể nơi đây cũng có giải thích tường tận, nhìn thấy những giải thích và phân tích của thuật Kim Trâm đối với thông huyệt, thương mai quả thật không mất cảm thán. Quyền sách này nếu như để vào hiện đại, quả đúng là báu vật trong Trung Y. Đương nhiên, đặt ở nơi đây thì đúng hơn, nhất là ở triều đại mà Trung Y lạc hậu thế này. Thương mai gặp Kim châm thuật lại dứt khoát đứng lên, không châm cứu, tiếp tục hạ nhiệt vật lý, tôi làm lại phương thuốc giảm nhiệt, tăng liều lượng, cho dù thế nào, đều phải đổ được vào, sau khi đổ được vào, lại cho thêm nước ấm. Tiêu thác làm theo lời dặn của thương mai, dùng khăn ẩm đắp lên chán tiêu thác, không ngừng thay khăn, trong sân có giếng nước, nước lạnh trong giếng cũng cực kỳ hiệu quả. Ba người đều bận rộn hẳn lên, cố hết sức để khống chế thân nhiệt của hẳn. Tuy tiêu thác và tô thanh không hiểu y lý, nhưng mà, cũng biết nếu như sốt cao không giảm, nguy hiểm rất lớn, cho nên, cho dù thương mai dặn dò họ làm gì, họ đều làm theo, và làm cực kỳ tốt. Thuốc không rót được vào, thương mai ngậm vào trong miệng, đối miệng với hắn, chậm chậm đổ vào, đổ qua kẽ răng, bởi vì cố chấp cậy răng của hắn, ngược lại sẽ khiến hắn nảy sinh phản ứng chống lại trong vô thức. Một tiếng đồng hồ sau, cuối cùng thân nhiệt cũng từ từ hạ xuống. Nghe thấy thân nhiệt giảm xuống, Tô Thanh và Tiêu Thác thở một hơi nhẹ nhõm, Thương Mai thấy hai người mệt đến thảm, nói: "Bay. Giờ tình hình ổn định hơn một chút, hai người đi ngủ một lát, ngày mai còn phải làm việc." Tiêu Thác nói: "Không, hay là ngươi đi ngủ đi, bổn tướng sẽ túc trực ở đây." Tiêu Thác thấy cô thật sự thấm mệt, mấy ngày nay chưa từng thấy cô qua một ngày thành thơi. Thương Mai lắc đầu: "Không được, ta còn phải xem thêm lát nữa, ba người chúng ta không thể kéo dài cùng nhau được, hai người ngủ trước, một tiếng sau, đổi một người đến thay ta." phân ra như vậy, vậy thì ba người chúng ta đều có thể nghỉ ngơi. Vậy được, Tiêu Thác và Tô Thanh ra ngoài, hai người vừa đi vừa sắp xếp một tiếng sau ai là người thay ca Thương Mai. Sau khi hai người ra ngoài, Thương Mai lại dò xét thân nhiệt của hắn, quả thật là đang từ từ hạ xuống, hơn nữa bên tóc Mai còn hơi ướt, chắc là đổ mồ hôi rồi. Có thể đổ mồ hôi thì tốt, phục hồi việc trao đổi chất rồi. Thương Mai thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngồi bên giường, Nhìn gương mặt anh tuấn đó của Mộ Dung Khanh. Trên mặt có gốc râu xanh đang dài ra, không có vẻ luộm thuộm chút nào, ngược lại còn tăng thêm vẻ nam tính của nam tử hán. Cô cầm khăn lau mặt cho hắn, muốn để khi hắn hạ sốt thì cảm thấy dễ chịu hơn một chút, tuy rằng hắn không hề tỉnh lại. Lau mặt xong, lại lau người thêm một lần bằng thiêu đao tử, trên người hắn có rất nhiều vết thương, cũ mới đan sen, loang lổ dữ tợn, không thể tưởng tượng nổi hắn đã từng trải qua những ngày tháng như thế nào cơ thể của cô cũng có rất nhiều vết thương nhưng quá nửa là những vết rách nhỏ của roi theo thời gian những vết thương này sẽ nhạt dần vết thương của hắn e là sẽ không như vậy cả cuộc đời này sẽ đều theo hắn ngón tay không kìm được vuốt nhẹ lên vết thương bỗng nhiên thở dài có lẽ chúng ta chỉ là muốn sống thật tốt yêu cầu như vậy người ngoài thấy là điều dễ dàng chúng ta lại phải theo đuổi nó cả cuộc đời trong thời hiện đại là như vậy ở nơi đây cũng là như vậy giọng nói trầm thấp khản đặc mang theo chút lười nhác mệt mỏi vang lên phía trên cô nhưng mà chúng ta đều vẫn còn sống không phải sao khiến nhiều người thất vọng rồi thương mai giật mình nhanh chóng thu tay về ngẩng đầu mất tự nhiên nhìn về phía hắn tỉnh rồi trước khi người bón thuốc đã tỉnh rồi nhưng mà vẫn không mở mắt ra mộ dung khanh nhìn cô ánh mắt thâm trầm thương mai hơi ngại ngùng trong lúc ngài sốt cao không chịu mở miệng chỉ đành dùng cách như vậy để bón thuốc không cần giải thích, ngươi là đại phu." Mộ Dung Khanh nhìn một lượt xung quanh, tiêu thác đâu? Bảo hắn đi ngủ rồi, hắn mệt đến chịu không nổi, lát nữa hắn đến thay ta. Thương Mai để khăn vào lại chậu nước, chậu nước đựng tính cay nóng của thiêu đao tử. Mùi rượu sộc đến mũi, lặng lẽ lan tỏa. Mộ Dung Khanh hít một hơi sâu, cho bản vương một ngụm đi. Thương Mai a à một tiếng, nghiêm mặt nói, "Không được, trước khi lành, không được động đến rượu." một ngụm nhỏ thôi, hắn nhớ nhung cảm giác cay họng đó. Không được, thương mai bê chậu nước ra xa một chút, đợi ngài khỏe lại, ta cho ngài uống. Bản vương khỏe lại thì không cần cầu xin ngươi. Thương mai ngẩn ra dây lát, phải đó, sau khi hắn khỏe lại, sẽ lại là nhiếp chính vương cao cao tại thượng đó, cô vẫn là đích nữ không được phủ tướng yêu thích. Hai người phân chia rạch ròi. chương 89, ngủ đi. Mộ Dung Khanh đột nhiên cười lớn, vẫy tay chào khi cô đi tới thương mai ngồi bên cạnh nhìn hắn nàng hãy để bổn vương uống một ngụm bổn vương sẽ nói cho biết một bí mật bí mật này có liên quan đến nàng mộ dung khanh vô cùng nghiêm túc nói thương mai có chút do dự bí mật của cô cô thì có bí mật gì mà hắn biết nhưng cô lại không biết có phải là bí mật về nguyên chủ trí nhớ của nguyên chủ mặc dù vẫn lưu lại trong đầu cô nhưng là có phân thiếu sót cô có chút động lòng nhưng vẫn lắc đầu, uống rượu thì phải tự mình lấy, khi nào khỏe thì tự lấy uống. Tuy rằng rất có hứng thú, nhưng cô vẫn phải tuân thủ quy tắc nghề bác sĩ. Mộ Dung Khanh cúi đầu xuống, cô nương quá cứng đầu không làm cho người ta yêu thích đâu. Thương Mai đặt tay hắn vào trong chăn, người bệnh rất không nghe lời cũng làm thầy thuốc không thích đâu. Mộ Dung Khanh nhìn mặt cô, đưa bàn tay ra, mặt của nàng rất giống mèo mướp, đi lấy thuốc đi. Ta không thấy, nơi này không có gương cũng không quan trọng, vết thương ngoài ra rất nhanh lành. Thương mai thậm chí còn không sát trùng. Đem lại đây, mộ dung khanh ngẩng mặt lên ra lệnh. Thương mai lắc đầu, không cần. Lần thứ hai, mộ dung khanh bắt đầu nghiêm khắc. Thương mai đành nghe theo, lấy trong tay áo ra một túi nhỏ đựng lọ thuốc mỡ. Thuốc này chuyên dùng chỉ các vết thương ngoài da, có thể tiêu độc làm xe ra là do tiêu thác mua về ở Hoa Lâm Bảo Khố. Mộ dung khanh cầm lấy thuốc mỡ, vặn nắp, ngửi một chút, sau đó bắt đầu cử động nhưng hắn phát hiện ra bản thân không có chút sức lực nào bèn hạ giọng lại gần một chút chết tiệt bổn vương không đứng dậy được thương mai ngồi lại gần một chút ngồi gần hẳn lại khiến cô cảm thấy thoải mái hơn ít nhất không gặp phải cảm giác bị áp lực lớn nhưng không có cảm giác bị áp lực lớn cô lại có phần xấu hổ không được tự nhiên bởi vì hắn đang thở ngay phía dưới cô hình ảnh khuôn mặt tuấn tú có phần ôn nhu của hắn phản chiếu trong đôi mắt cô Tay hắn chấm một ít thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi đại lên mặt cô, tay hắn khá thô ráp, chạm đến miệng vết thương gây đau rát. Hắn rất muốn thật nhẹ nhàng, nhưng là chiến tướng xa trường, lại là hậu duệ quý tộc của Thiên hoàng hậu, hắn làm sao biết chăm sóc ai. Nhưng thuốc mỡ khá mát, bôi đại lên mặt lại đặc biệt thoải mái, cơn đau qua đi, chỉ còn lại sự mát mẻ thoải mái, bao nhiêu mỏi mệt dường như biến mất, cô nằm sắp xuống ngủ thiếp đi. Cô hé hé đôi mắt nhìn thấy hàng mi dài của hắn đang chớp chớp bên dưới dường như bị mê hoặc người đàn ông xuất sắc này về sau chính là chồng tương lai của cô nghĩ như vậy cô hơi cong môi lộ ra vẻ thẹn thùng sen lẫn vui mừng bộ dạng mê trai này là sao mộ dung khanh lấy tay chạm vào môi cô tay hắn còn lưu lại chút thuốc mỡ đem lại cảm giác mát lạnh thương mai vội vàng ngẩng đầu ho khan một tiếng mặt đỏ bừng không ta đang suy nghĩ nhiều chuyện Mộ Dung Khanh không vui nói, còn nghĩ chưa xong nữa, tiếp tục đi. Thương Mai buồn phiền, cô không muốn hơn thua, hiện tại ăn bữa nay lo bữa mai, làm gì có loại suy nghĩ biến thái. Người đàn ông này sao có thể là của cô, trời cao cũng đâu có hậu đãi với cô, cho dù cưới cô, cũng e là có âm mưu, cô không cần hôn nhân lợi dụng. Khi nhích lại gần, cô bình tĩnh hơn nhiều. Sau khi vẽ một lúc, Mộ Dung Khanh khẽ than thở, ta khát rồi, lấy cho bổn vương một ngụm rượu thương mai xì một tiếng nở nụ cười năm mới cho dù nàng đặt chút bông lên môi bổn vương cũng tốt thương mai thấy hắn nhớ mãi không quên ngụm rượu đành thở dài đặt một chút lên môi cũng được cô đứng dậy lấy ít bông sạch vốn dùng để sát trùng thấm một chút rượu trong bình sau đó nhẹ nhàng đặt lên môi hắn bởi vì bị sốt và hôn mê nhiều ngày môi hắn rất khô rượu ướt vừa thấm lên môi hắn dùng lưỡi liếm môi hai lần chưa hết cơn thèm nhìn thương mai thêm lần nữa đi thương mai lại dùng miếng bông kia thấm thêm chút rượu mộ dung khanh nhíu mày nói nàng sao lại thấm lần nữa thương mai vứt miếng bông đi không được đã nói chỉ một ngụm chỉ một ngụm này nữa thôi mà mộ dung khanh trừng mắt bất mãn nhìn cô ta thậm chí còn chưa nếm được hương vị của rượu thương mai đứng lên không thể uống rượu phải uống thuốc hắn phải uống khi còn tỉnh nàng là loại thầy thuốc gì vậy một chút cảm thông với người bệnh cũng không có. Mộ Dung Khanh lầu bầu. Thương Mai mặc kệ hắn, đi ra ngoài nấu thuốc. Bưng thuốc đi vào, nhìn đến hắn đang nằm im trên giường, trên mặt hiện lên sự bi thương lẫn phẫn nộ không nói thành lời. Thấy cô đi vào, hắn ôm lấy, nghiêng đầu ngắm cô, so ra bộ dáng thoải mái hơn nhiều. Thương Mai vờ như không thấy hắn vừa làm gì, ngồi bên giường cầm thìa bón thuốc. Hắn lại rất nghe lời, uống hết toàn bộ số thuốc, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Đối với hắn sau khi bị thương, hắn không hỏi đến chuyện di chuyển đến nơi này, hắn giống như không có chút hứng thú với chuyện đó. Thương Mai đặt bát thuốc xuống, bất giác ngáp một cái. Mộ Dung Khanh nhìn cô, lên đây ngủ đi. Thương Mai quay đầu lại, nghĩ mình nghe lầm cái gì. Nàng ngủ bên trong, Mộ Dung Khanh thản nhiên nói. Ta nằm sấp trên bàn là được. Thương Mai nói xong ngồi xuống, trái tim đập thình thịch thình thịch, nàng không lên đây ngày mai ta sẽ không uống thuốc hắn không tự xưng bổn vương nữa thương mai nhíu mày hắn không uống thuốc là không chịu chữa trị hậu quả tự hắn gánh đương nhiên ta không quan tâm mộ dung khanh lạnh lùng nói thương mai cũng giấy nảy lên đó là thân thể của hắn tại sao hắn lại không cần mọi người ai cũng quan tâm đến chính mình mộ dung khanh nhắm mắt lại lên đây lần thứ hai lại là câu nói lần thứ hai Thương Mai phát hiện cô đối với vị nhiếp chính vương này thật không có cách nào, nhưng cũng muốn xem không nghe theo lần thứ ba thì sẽ gặp hậu quả gì. Nhưng, vẫn là nghĩ không nên mạo hiểm, hiện tại hắn là hổ giấy vô dụng, nhưng rốt cuộc khi hắn trở về sẽ biến thành lão hổ ăn thịt người. Cô tháo giày, cẩn thận leo lên giường ngủ, không dám chạm vào chân hắn. Sau khi lên giường, cô phát hiện không gian không rộng rãi như cô tưởng, cô phải dựa sát vào hắn. Cô nằm thẳng, hai tay đặt trên bụng, không dám cử động. Nàng câu nệ cái gì? Nàng là vợ chưa cưới của ta, sau này chúng ta sẽ ngủ chung giường. Mộ Dung Khanh tức giận nói. Thương Mai nghe thế, thoáng ngạc nhiên hỏi, người thật sự muốn kết hôn với ta. Mộ Dung Khanh mở miệng nói lời uy hiếp, chuyện này, nàng còn muốn từ chối hôn sự. Ta chỉ là cảm thấy, người không giống loại ngoan ngoãn nghe theo bố trí của người khác, thanh danh của ta. Không tốt lắm, cô vốn định nói thanh danh của mình đã với bẩn, nhưng trong lòng nghĩ như vậy, cũng không muốn thừa nhận trước mặt hắn. Mộ Dung Khanh nhắm mắt lại, thản nhiên nói, cô nương có thanh danh tốt, trong kinh thành cả mớ. Thương Mai giật mình, ngực đập lỡ nhịp, hắn nói lời này là có ý gì? Cô nương có thanh danh tốt có cả mớ, nhưng hắn đến nay vẫn chưa có vương phi, có phải hắn có hứng thú với cô, không phải là vì Hoàng hậu và Hoàng Thái hậu ép hắn cưới sao? Mà bởi vì, hắn tự nguyện. chương 90, bức cung. Một giờ sau, tiêu thác mở cửa định đổi người trực, nhưng lại nhìn thấy thương mai đã nằm trên giường đang ngủ rất say. Cô nghiêng người hướng về phía mộ dung khanh, tay để trên trán của hắn, có lẽ là muốn thăm dò xem có phát sốt không. Mộ dung khanh ngược lại không hề ngủ, cũng không nhúc nhích, chỉ đảo mắt nhìn tiêu thác rồi ra hiệu cho hắn đừng phát ra tiếng động. Tiêu thác có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng hắn vẫn gión rén đóng cửa lại. Trở lại phòng bên cạnh, hắn đẩy tô thanh, tô thanh nảy lên, làm sao vậy? lại phát sốt nữa rồi. Không phải, tiêu thác ngồi xuống, nhưng, ta thấy hai người họ ngủ cùng nhau. Tô Thanh nghe vậy cảm thấy không sao cả, hắn chờ mình, lẩm bẩm nói, ngủ thì sao đâu, dù sao hiện tại vương gia cũng không làm gì được. Tiêu thác đứng dậy, nhưng vương gia bảo ta không được đánh thức nàng ta. Tô Thanh kéo chăn bông, không nhẫn nại nói, không phải sao. Người ta cũng đang ngủ. Nhưng người thấy vương gia lúc nào thì quan tâm nữ nhân như vậy, nữ nhân đó. Tiêu thác chọc lưng hắn, người không cảm thấy kinh ngạc sao? Có gì đáng kinh ngạc, không phải chỉ là một cái giường thôi sao? Ta đêm nay cũng ngủ cùng ngươi thì sao? Tô Thanh đang buồn ngủ, không muốn nói chuyện với hắn. Tiêu thác nhìn hắn, nằm xuống, nắm lấy cổ áo sau của hắn nói, đó là bởi vì ở đây chỉ có hai gian phòng, trừ phi ngươi nguyện ý ngủ ngoài sân. Vậy thì không phải sao, hoặc là vương ra ngủ ngoài sân, hoặc là hạ thương mai ngủ ngoài sân, đều không hợp lý lắm. Tô Thanh tránh né hắn. Hai tay tiêu thác để ở sau đầu, chúng ta có thể ngủ ở ngoài sân, để hạ thương mai ngủ ở đây, còn vương ra ngủ ở phòng bên kia. Tiếng ngáy của Tô Thanh vang lên, hình như lại ngủ rồi. Tiêu thác nhắm mắt lại, lại đột nhiên ngồi dậy, kéo Tô Thanh, không đúng, người nói xem có phải vương ra động lòng với hạ thương mai rồi không. Tô Thanh rụi rụi mắt, bất lực nhìn hắn, thì sao? Tiêu thác trợn to hai mắt, thì sao? Hạ Thương Mai đó hối hôn với Lương Vương, thanh danh không tốt lắm. Chứ thanh danh của người tốt à? Chẳng lẽ thanh danh tốt đều là quân tử hay sao? Văn võ cả triều này có ai thật sự có thanh danh tốt đâu. Tô Thanh thật sự muốn đạp hắn một cái, hắn đang buồn ngủ mà cứ kéo nói chuyện phiếm làm gì chứ? Tiêu Thác bị lời nói của hắn làm cho nghẹn họng, quả nhiên đúng là như vậy, nghĩ kỹ lại, Hạ Thương Mai kia xem ra là thích hợp nhất với Nhiếp Chính Vương. Ở ngoài thành Mọi thứ vẫn bình lặng như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong kinh ngược lại đang nổi lên phong ba gió lớn. Việc thi thể của Nhiếp Chính Vương mất tích khiến các bách quan ở trong kinh nghi kỵ không thôi, cũng làm cho người trong hoàng thất khiếp sợ. Trong cung Thọ Ninh đã có rất nhiều văn võ bá quan quỳ ở bên ngoài, muốn hoàng thái hậu ra mặt, làm chủ triều chính. Đương nhiên, không thể nào thật sự để cho hoàng thái hậu chủ trì chính sự, tuy rằng triều đại này không có điều lệ hậu cung tham gia vào chính sự cộng thêm việc Long Thái hậu trước kia cũng đã từng thay quyền, hậu cung làm chính sự cũng đã có tiền lệ. Nhưng mục đích của bọn họ không phải để hoàng thái hậu nắm quyền, họ chỉ muốn hoàng thái hậu định ra người được chọn để cai quản đất nước. Cho nên, những người này đều là người của thái tử. Thái hậu vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy bên ngoài đông nghịt người như vậy. Hoàng đế mới bị bệnh bao lâu mà phe đảng của thái tử đã ngang ngược như thế, nhiều người quỳ trước cung thọ Ninh như vậy cho rằng bà ta bị mù sao. Không nhìn ra ý đồ của bọn họ sao. Hoàng Thái Hậu thực sự rất đau buồn, mộ dung khanh đã chết, ngay cả thi thể cũng mất tích, người của Thái Tử vào cung bức bách bà ta chỉ sau một ngày tìm kiếm. Không ai thông cảm cho tâm trạng của bà ta, đó là đứa con mà bà ta nhìn nó lớn lên, từ nhỏ đến lúc trưởng thành, gọi bà ta một tiếng mẫu hậu, cũng có quan hệ huyết thống với bà ta, không ai đến hỏi thăm bà ta một câu, cũng không ai đến nói với bà ta hãy nén bi thương buổi trưa, hoàng hậu cũng tới. Sau khi vào trong điện, cũng an ủi vài câu, sau đó nói, mẫu hậu, hiện giờ bách quan quỳ ở bên ngoài cũng không còn cách nào khác, phải sớm đưa ra quyết định, đất nước không thể một ngày không có người cai quản. Ánh mắt hoàng thái hậu lạnh lùng, hoàng thượng còn chưa chết, mà ngươi đã nói như vậy, ngươi gấp gáp đến thế sao? Hoàng hậu vội vàng quỳ xuống, thần thiếp không có ý đó, thần thiếp chỉ cho rằng nhiếp chính vương chết rồi, việc nước nhất định phải có người cai quản, người hoặc tự mình lên nắm quyền, hoặc là chọn ra người giám quốc, hiện giờ cũng chỉ có người mới có thể làm chủ được thôi. Hoàng Thái Hậu lạnh lùng nói, ai ra không làm chủ được, nếu không thì, Hoàng Hậu tự mình làm chủ đi. Người tự mình lên nắm quyền thấy thế nào? Hoàng Hậu vội vàng nói, thần thiếp không dám, thần thiếp bất tài, cai quản hậu cung còn phải cần sự chiếu cố của mẫu hậu, chứ nói chi đến việc cai quản đất nước. Nàng ta thật sự nghĩ, năm đó Thái Hoàng Thái Hậu không phải cũng tự mình nắm quyền đó sao? Thật đáng tiếc khi Hoàng Thái Hậu lên nắm quyền một ngày thì phải phục dưới trướng của nàng ta. Hoàng Thái Hậu chỉ cảm thấy tình cảnh hiện tại khiến bà ta buồn dâu không thôi, muốn khóc một trận vì A Khanh cũng không được. Bà ta cũng rất rõ ràng ý đồ của Hoàng Hậu, cũng giống như những người của phe thái tử ngoài kia, lương thái phó phụ thân của nàng ta vốn đã hung hãn, xem ra hôm nay không đưa ra quyết định là không xong rồi. Nghĩ như vậy, bà ta tuyên bố truyền thái phó. Hoàng hậu hơi ngẩng đầu, cầm lấy tách trà, từ tôn uống một ngụm, khóe miệng bất giác nở nụ cười. Một người đàn ông mặc quan phục nhất phẩm bước vào trong điện, dáng người cao gầy, gò má nhô cao, đôi mắt nhỏ hẹp dài, bộ râu sồm xoàm che miệng, giống như chưa được xử lý, tuy nhiên, độ dài hai bên lại bằng nhau, lại được sắp xếp một cách có chủ ý như vậy khiến người ta lầm tưởng đó là một loại màu sắc tự vệ. Lương Thái phó tiến vào trong điện, sải bước đi đến trước mặt hoàng thái hậu cúi đầu thần tham kiến hoàng thái hậu hoàng thái hậu vạn tuế vạn vạn tuế thái phó đứng lên đi hoàng thái hậu giơ tay tạ ơn hoàng thái hậu lương thái phó đứng dậy lại bái kiến hoàng hậu thần tham kiến hoàng hậu nương nương thái phó miễn lễ hoàng hậu nhìn cha mình cảm thấy thoải mái không thể giải thích được hoàng thái hậu yêu cầu ông ta ngồi xuống rồi đi thẳng vào vấn đề hôm nay thái phó đưa các quan viên của mình đến và quỳ trước cửa điện của ai ra là muốn ai ra thay quyên thái phó lễ phép đáp hoàng thái hậu hiện tại hoàng thượng bệnh nặng nhiếp chính vương giám quốc đã chết việc nước lớn như vậy nhưng vẫn không có ai phụ trách trước tiên hãy lo xong hậu sự của nhiếp chính vương rồi mới tính đến việc đó hoàng thái hậu nói thái phó nói hoàng thái hậu giữa hai việc không có mâu thuẫn với nhau hoàng thái hậu đưa tay xoa xoa lông mày Vẻ mặt mệt mỏi, vậy à Ai ra với các người không giống nhau Không có cách nào xử lý hai việc lớn cũng lúc như vậy Mộ Dung Khanh là con của ai ra Con của ai ra đã chết Các người đến thỉnh an, dập đầu Lại mang khí thế hùng hổ đến đây Ai ra có thể nói với các người cái gì bây giờ Lương Thái Phó Sửng Sốt Sau đó nói Thái Hậu Nương Nương Xin người nén bi thương Chỉ là cảnh mộ bây giờ đã như thế này Chúng ta trước hết nên giải quyết tình huống trước mắt Làm việc phải phân biệt nặng nhẹ Hoàng Thái Hậu đột nhiên mở mắt ra, nghiêm nghị nói có phải đối với các người chuyện nhiếp chính vương chết là chuyện nhỏ hay không? Hay là người còn không cho ai ra thời gian một ngày để đau buồn? Người rốt cuộc đang gấp gáp cái gì? Ai nắm quyền, ai dám quốc, người có quyền định đoạt với ai ra sao? Thần, thần không phải gấp gáp, Lương Thái Phó nhất thời không nói nên lời, không ngờ trước đây Hoàng Thái Hậu rất dễ nói chuyện, bây giờ lại trở nên ngoan cố như vậy. Ông ta vô thức liếc nhìn Hoàng Hậu, hoàng hậu đang bưng trà thuyết phục nói, mẫu hậu, phụ thân không có ý đó, người biết hắn nửa đời làm việc cho triều đình, cho dân chúng, thậm chí mẹ ta còn nói hắn đối với người nhà rất vô tình nữa là. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 6